Còn cái gì mà hệ thống nó ngon mà các bạn đổi thừa là tôi biết hết á nha. Cho nên cố gắng trung thực với bản thân là cái điều đầu tiên tôi cần đó. Thứ nhất là các bạn được, thứ hai là tôi khỏe đấy. Mình đừng có giả dối hoài thì con người của mình thế nào cũng bị bộc lộ ra thôi. Cố gắng ha, làm người tốt ai cũng muốn chơi á, không ai muốn làm người xấu chứ. Cho nên mọi sự biện minh của các bạn tôi biết hết á, thầy giảng viên thầy cô tôi biết hết á, nhưng mà ta giả bộ người ta làm lơ cho các bạn vui đó, chứ làm căng chi cho nó mệt mỏi. Cho nên cố gắng ha, trung thực nhất có thể, không biết thì hỏi đó, không ai cấm hỏi hết trơn, học là không ai cấm hỏi hết. Vô được rồi thầy ơi. Vâng, tôi đang vô nãy giờ các bạn. Cho nên nay mai kia vậy đó các bạn, rảnh các bạn vô học bài online nha. Tuần đầu tiên các bạn cố gắng học bài 1, bài 2, bài 3 giùm tôi nha. Ủa sao cái lớp này không bao giờ mà tôi sợ nó ra ngộ. Nó bắt tôi vô lại từ đầu không à. Trời ơi, mà vô được cái nó nhanh ghê luôn trời. Lần đầu tiên nhìn nghèo ngộ rồi nghe. Khá nhanh luôn các bạn. Nhanh thiệt chứ không phải nhanh giả nha. Nhanh, nhanh một cách chân thành luôn á. Nhanh cực kỳ luôn á. Đó, nó khá là nhanh luôn nha. Rồi ok các bạn ơi. Thì bây giờ nè, bữa trước mình đã thử làm một số bài ha. Một bài hay hai bài gì rồi đó. Một bài hả? Thì bữa trước mình cũng đã tập là nộp bài lên Google Drive rồi các bạn nhé. Có chưa? Lê Hữu Long có chưa Long? Có chưa Quốc Quy? Có rồi thầy ơi. Rồi nộp Google Drive rồi đúng không? Thì Dạ. bây giờ mình cứ share link mình nộp lên MS đi các bạn. MS bây giờ là theo ghi nhận trên LMS thì nó là 16 giờ 2 phút 35 giây nữa là nó hết hạn deadline. Thì bây giờ mình cứ share thư mục ha, mình nộp lên lớp 1 giùm tôi một cái. Ok ha. Bây giờ bạn nào biết bạn đó share màn hình thao tác thử cho tôi coi coi. Nguyễn Lương Lan Phương biết không em? Biết 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 share share link không em ơi? Tức là bữa trước tôi chỉ cái gì các bạn còn nhớ không à? Nó cười cười không à, tức là không lý nhớ rồi đó ha. Dạ nhớ. Trời ơi, cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Tức Ủa là thầy ơi, bà gì? nộp lên, bà nộp trên LMS á, mình add file nó vô được mà, đâu cần phải có link đâu. Em nghỉ học đi. Tôi kích em ra khỏi lớp. Tôi nói bao nhiêu lần mà không nghe ta. Em hỏi câu khác cho nghe có mặn mặn tí xíu coi thí. Em nói mà không mặn là tôi kích em ra khỏi lớp. Dạ bây giờ thầy giảng rất là hay nhưng mà do cái quá trình làm bài lab của thầy nó tuyệt vời nên là bây giờ em tạm thời quên thầy nói lại em đi ạ. Mày mệt quá mà ơi. Lẻo lự. Ha. Bị cái gì? Bãi bôi. À, nói chung là mình nộp trực tiếp là chuyện khá là bình thường. Nhưng nha, trong tương lai cái file mình nộp á nó nhiều file, cái thứ nhất là nhiều file, cái thứ hai mất công mình nén, cái thứ ba là dung lượng nó quá cho phép khi upload lên LMS, các bạn hình dung không? Cho nên tôi mới bày cái chiêu là các bạn phải coi kéo mấy cái file mình làm á lên Google Drive, rồi sau đó mình mới share link, mình lấy cái link đó mình nộp lên cái LMS là ok. Nghe rõ không? Nghe rõ thì trả lời, nghe không rõ thì im. Ủa thầy, bài 1, Các bài bạn 2 nghe rõ cho là tôi một cái tín hiệu gì đó đi ha. Rồi ok Thúy, rõ cảm ơn to em. rồi đó thầy. Rồi các bạn ơi, nãy giờ các bạn chưa có để chữ có trong khung chat, các bạn để chữ có vô khung chat giùm, cảm ơn. Điểm danh mà nó quên ghi chữ có luôn á. Rồi ok, bây giờ LMS nó đã vô được rồi nè. Thì bây giờ mình nộp bài nè ha. Các bạn theo dõi ha. Thầy ơi em chưa có vô được thầy ơi. Em cũng không vào được thầy. Em ví Em dụ cũng em mở, vậy. ví dụ em mở trình duyệt này vô không được, em mở trình duyệt kia coi.
nó bị kết đó em, nó bị cái lưu lưu trữ của mình ở trên cái máy local của mình đó, chứ thật sự là LMS vô rất là nhanh. Hoặc là em bấm Ctrl F5 hoặc là em vô lại một lần nữa thử nha, nó vô rất là nhanh rồi đó em. Mình tranh thủ trong lúc này những đứa mà không biết á, nó tưởng nó vô không được, nó không vô thì bây giờ mình vô cho khỏe. Các bạn Ctrl F5 hoặc là các bạn đăng nhập với cái trình duyệt khác nha, Ctrl F5 để nó làm tươi lại cái trình duyệt, nó xóa hết những cái kết cũ, nó không có lưu nữa ha. Bạn làm thử đi các bạn. Đây tôi vô nè, khá là nhanh luôn. Nhanh lắm. Đó, bấm cái vô và nhanh lắm. Đó, thấy không? Đó, ok ha. Rồi, bây giờ các bạn theo dõi một tí xíu lại cái việc quá trình mình nộp bài. Tại vì mình học Photoshop, thì khi mình nộp bài á, luôn luôn có file gốc và file hình ảnh. Các bạn ha, thì khi mà nó nhiều file như thế là chắc chắn nó trên 15 MB. Một bài lab, một bài assignment chắc chắn trên 15 MB. Mà cái hệ thống của mình á, cái phần F-Share á, cái phần này nè, cái phần mình nộp bài nè, tải lên F-Share nè, nó chỉ chấp nhận là 15 MB đảo lại thôi nha. Cho nên những cái nó nhiều file quá, nó trên 15 MB nó không cho lên. Với lại mất công mình nén, rồi mất công giảng viên người ta download về, người ta giải nén, người ta coi lùm xùm lắm ha. Và đa số ít ai coi lắm, người ta chấm điểm trực tiếp không thôi. Các bạn hình dung không? Đấy, cho nên bây giờ mình cứ có bao nhiêu bài mình cứ lôi trực tiếp lên Google Drive hết. Nó có rất là nhiều loại điểm. Cái thứ nhất là mình nộp được cái bài nó trên 15 MB. Cái thứ hai là những bài tập các bạn làm có lưu lại hết trơn luôn. Mai mốt các bạn không có ủa, không có tưởng, không có tại vì bởi hết. Nha. Tại vì máy em nó xích đau mất tiêu hết bài rồi chứ em có làm. Nói chuyện đó ai tin. Ha. Cái này tôi bày cho các bạn cái cách để các bạn còn giữ lại bài của các bạn. Mắc gì không làm theo. Ha. Và đó là cái không gian lưu trữ mà nó sử dụng miễn phí, sướng gần chết. À, mai mốt mình sử dụng Google cá nhân của mình đi đâu mình lưu trữ, mình đi đâu bất kể mình không cần cái máy tính vẫn có dữ liệu. Đó, mình thao tác trên điện thoại vẫn dễ dàng. Ha, tập sử dụng Google Drive ha. Ok ha. Ví dụ như mình gửi cái gì đó, file gì đó nặng cho khách hàng, mình cứ quăng lên Google Drive, mình share cái thư mục, xe cái file là ok, là ngon lành cành đào liền. Nhớ ha. Rồi. Ok thì bây giờ là tôi review nhẹ lại một lần nữa cái cách mình nộp bài ha. Vui lòng theo dõi. Mai mốt không có ủa, không có tưởng ha. Em tưởng chỉ nộp file trực tiếp là được rồi. Không thể nào nộp được. Ủa thầy ơi, cái file này nó nặng quá làm sao em nộp thầy ơi? Đừng có hỏi những câu vô nghĩa vậy nữa ha. Cái gì mà giảng viên người ta chỉ rồi mình cố gắng mình nhớ. Đó, mình hỏi những câu đó tức là mình không có trách nhiệm với bản thân mình ha, mà mình lại làm phiền người khác nữa. Tốt không? Không ha, lớn rồi. Cố gắng làm việc cho trách nhiệm cái gì người ta đã chỉ mình rồi thì người ta mới có quy định. Đó. Mai mốt đừng có ủa, đừng có tưởng là tôi vui lắm rồi. Ok ha. Còn những cái bài tập các bạn làm á, những bài assignment các bạn làm á, các bạn phải will những buổi online như thế này nè. Ví dụ như là thường thường là những ngày cuối tuần, ví dụ như tôi sẽ không hướng dẫn bài mới mà tôi review lại những cái bài cũ. Ok, em làm như thế này được chưa thầy ơi, sửa làm sao bây giờ, cô ơi sửa làm sao giờ thầy ơi. Tức là mình cứ hỏi ha, thì giảng viên người ta sẽ chấm bài trực tiếp trên đó luôn, người ta sửa, người ta confirm lại một số thứ thì mình ngon từ từ. Bài nào cũng vậy, học môn nào cũng vậy, nên hỏi. Còn mình làm là cái chuyện lắm như làm như 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 vẹt vậy đó. Thì ví dụ như có clip mình làm theo, có clip làm theo chuyện quá bình thường ha. Những ai mà biết máy tính, những ai mà biết sử dụng phần mềm là người ta làm theo được hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó nhanh hay nó chậm đó, quan trọng mình học được cái gì sau cái phần làm đó. Có khi mình làm theo xong cái hỏi là mình không biết gì trơn trọi á. Đấy, cố gắng mình làm cái gì mình phải biết cái đó nha. Giảng viên người ta có hỏi đáp lại nữa đó, chứ không phải làm xong là xong đâu. Cho nên cố gắng ha. Rồi, bây giờ tôi đã chỉ cái cách nộp mà cái file nó lớn là không có thành vấn đề gì cả, mơ mốt không có ủa ha. Đấy, cái thư mục này tôi đã chia sẻ rồi ha, sẽ 8 kiếp trước rồi, bây giờ đừng có hỏi thư mục đó nằm ở đâu ha. Đấy, hỏi nằm đâu là quýnh liền. Đấy, đây bữa hổm chỉ hết trơn rồi nè, tất cả mọi người đều có thư mục cá nhân ở trên đây hết rồi nè.
Đó, 35 người nè, thiếu một hai người nè ha. Một hai người nào đó mà bữa nay có đi học mà chưa biết cái vụ này á thì vô đây tạo thư mục mới giùm. Alo Thúy ơi, em hỏi gì Thúy ơi? Một hai người nào còn thiếu đó ha. Mới 35 người thôi, còn khoảng 3 Em người nữa đó. nghĩ là bây giờ hồi nãy em đã nộp luôn cả ba file lên đó, mà giờ em muốn copy lên lại á, thì Không em sao em, một lát em xóa được hết em yên tâm ha. ý là em Em xóa yên không, tâm. em xóa mình đi không á. Xóa file cũ được hết em, không sao cả nha. Rồi, cảm ơn em đã nộp bài sớm. Rồi, bây giờ nè, ví dụ như trong thư mục cá nhân của mình nè. Bạn nào chưa có thì lên đây tự tạo ha. Tạo theo giống người ta làm sao mà làm y chang như vậy. Ví dụ như mình đi tới một chỗ nào đó mới mà mình không biết cái gì hết trơn, thấy người ta làm sao các bạn làm y chang vậy đi, không bao giờ sai nha. Người ta đặt tên, mã số sinh viên, cách khoản, dấu trừ, cách khoản, cái tên mình thì các bạn làm y chang như vậy. À, mắc gì làm theo ý mình chi cho nó mệt vậy. Ok ha. Rồi, ví dụ như trong thư mục cá nhân của mình nè, mình sẽ có bài lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7. Chừng nữa làm tới bài lớp mấy các bạn tạo thư mục bài lớp mấy. Rồi các bạn làm những cái bài nào của thuộc lớp đó các bạn cứ kéo thả lên đây, không nén nha. Rồi. Thì lúc đó là lúc nào mình cũng có bài trên đây trơn á, nó không ảnh hưởng gì trơn á. Laptop cho dù mình hư, laptop cho dù mình sập, hệ thống LMS có khi là nó sập lên sập xuống nhưng mà mình vẫn có bài ở đây. Sướng không? Ha, mình đi đâu đó mình không có cái laptop, mình vẫn có cái điện thoại, mình vẫn view được luôn. Sướng không? Đó, tức là trong cái điện thoại mình phải đăng nhập bằng cái tài khoản FPT thì chắc chắn mình đăng nhập vô cái Google Drive này rất là nhanh, rất là dễ. Đăng nhập bằng điện thoại cực kỳ dễ. Dễ dữ dằn luôn nha. Các bạn thử trải nghiệm. Ha, đăng nhập tài khoản Google FPT của mình trong cái điện thoại đi, sử dụng nhiều dịch vụ hay lắm các bạn. Đó, không cần cái laptop. Laptop hay là cái PC chỉ mình làm bài tập thôi, còn những cái việc view hay share hay là gì đó nó dễ dữ lắm. Rồi, bây giờ ví dụ như tôi muốn nộp cái bài lớp 1 này các bạn nha. Tôi nhấn chuột phải ở đây, tôi chọn share ở đây. Ha, cái gì tôi cũng chỉ hết nha. Copy link nha. Rồi ok. Tắt. Rồi bây giờ mình lưu cái link đó ở đâu? Một cái file nào đó ha. Nó có thể là file Notepad, nó có thể là file Word. Các bạn có file nào các bạn làm file đó. Ok ha. File Word thì mở hơi lâu một tí xíu, còn file Notepad là file mở nhanh tại vì nó không có giao diện. File Notepad là file gì? Các bạn bấm chuột phải ở đâu đó trên màn hình ngay cái khoảng trống, các bạn chọn cho tôi cái menu là New, nếu mà tiếng Việt nó là mới. Rồi, chọn Text Document, còn nếu tiếng Việt của nó là gì, tài liệu dạng văn bản gì đó chẳng hạn ha. Rồi các bạn chọn vô đó thì các bạn đặt tên là lớp 1 chẳng hạn, hoặc là mã số sinh viên trước các bạn, tại vì cái file này mình nộp lên mình không có mã số sinh viên thì giảng viên người ta không biết này của ai nha. BS 12345 dấu trừ một cái đó, lớp 1. Ok, thì cái file Notepad này nè các bạn chỉ cần để cái đường link đó thôi là ok. Mình có thể là enter Ctrl V, enter Ctrl V, có một đống dòng cho tôi là ok. Ổn, rồi mình lưu lại. Cái việc mình làm nhiều dòng như thế á, để cho cái file này nó có dung lượng, chứ mình để một dòng một cái file nó nhỏ quá, có khi những lúc LMS nó buồn á, nó không cho lên. Ví dụ như vậy, cho nên mình phải pass nhiều dòng vô một tí xíu để cho nó có dung lượng ha. Rồi, mình nhớ là cái file này mình đặt ở cái desktop thì một lát mình lấy cái file này mình nộp lên LMS là ok. Thì bây giờ tôi đang vô LMS xong rồi nè các bạn ơi. Đó, bây giờ tôi đang lít vô cái hand in và tôi lít vô cái phần là tải lên app share. Ví dụ tôi vô nộp lab ha. Tôi vô cái lab 1 ha. Rồi, tôi chọn cái hand in màu xanh này ha. Tôi lít vô đây ha. Rồi tôi lít vô cái tải lên app share. Rồi, các bạn add cái file đó lên. Rồi các bạn chọn desktop ha. Ok, bạn nào biết rồi thôi, bạn nào không biết thì phải theo dõi ha. Rồi mình chọn cái file mình vừa đặt tên này các bạn. Đó, file này không phải là file Word ha. File Notepad nó chỉ chứa cái link, chứa cái chữ thôi, nó không có giao diện gì cả. Rồi, mình lít vô đây. Rồi, sau khi nó tải xong, các bạn phải chắc chắn rằng mình có một cái dòng như thế này ở đây nè. Là ok. Ha, có cái đường dẫn này là nó mới đúng nghe các bạn ơi. Rồi, nếu mà mình thấy cái này nó sai, mình muốn nộp lại, thì mình lít vô đây. Mình delete. Mình delete. Rồi xong, mình up cái khác lên. Đó. Các bạn vô không? Đó, nó phải chớp gì đó, nó phải tắt cái màn hình đó, nó mới hiển thị cái này thì mới đúng ha, mới xong nha.
Đó, và cái file Notepad nó có cái đuôi là .txt. Cái file này chỉ là cái file chứa chữ thôi, nó không có giao diện gì cả, nó không giống như Word. Word thì có giao diện. Cho nên khi mà mở bằng cái file này nó rất là nhanh, mình chỉ cần double click mở lên thôi là xong. Nó không cần khởi động chương trình, không cần gì trơn. Nè, double click vô là nhanh này, ra liền. Thì tôi chỉ cần copy cái này rồi tôi xem thôi. Ví dụ như vậy ha. Anh hiểu không? Rồi, đó là quá trình mình lưu trữ dữ liệu trên Google Drive và cách nộp bài lên LMS. Và cố gắng các bạn đừng bao giờ nộp cái thư mục trống ha. Ví dụ thường thường là cuối tuần tôi hay coi bài lắm, cho nên các bạn cố gắng đừng có để thư mục trống. Nếu thư mục trống thì các bạn ít nhất các bạn phải làm được một bài ha, hoặc là có cái gì trong đó, có một tín hiệu gì trong đó. Ví dụ như máy em hư em chưa làm kịp, các bạn cho tôi một cái tín hiệu trong thư mục đó để cho tôi vui giống gì trơn á ha. Chứ mà các bạn để thư mục trống là tôi buồn lắm, tôi nhìn vô tôi quê hả. À, hình dung chưa các bạn ơi? Ổn không? Rồi ha. 36, 35, mới có 35 thôi. Còn ai chưa có thư mục ở trên đây, vô tạo giùm tôi đi nha. Không đợi nhắc nữa nha. Các bạn chỉ cần bấm chuột phải. Các bạn vô tới thư mục này nè. Các bạn chỉ cần bấm chuột phải thôi thì các bạn tạo được ha. Bấm chuột phải nè. New file nè. New folder nè. Ha. Hoặc là lít vô cái new nè. New folder nè. Đó. Nếu đây là cái phần mà nó hiển thị thumbnail. Nếu mình hiển thị cái dạng mà list view á, mình lít vô đây lại nè. Đó. Đó, nó đầy hết mình không biết tạo chỗ nào. Ha. Thì mình phải lít qua cái phần read view. Đó. Read view là này. Để nó có khoảng trống mình bấm chuột phải cho dễ. Hoặc là mình lên đây bấm chuột, bấm new đây, folder ở đây. Nha. Mình không biết thì mình hỏi các bạn. Rồi, đã có quy tắc nộp lab rồi ha. Các bạn cố gắng follow theo. Còn không hiểu phải hỏi lại. Được chưa? Rồi, ok, hệ thống đã vô đầy đủ rồi đó. Ngon rồi đó. Thì tuần này mình chỉ có cái deadline là lab 1 thôi. Không có gì cả. Rồi, nếu mà thứ bảy chủ nhật rảnh, vô đây học online dùm ha. Học 3 bài đi. 1, 2, 3. Cái bài 2 này nó sẽ không liên quan gì tới những cái bài mình thực hành hết. Nên cố gắng làm cho nó xong. Còn bài 1 với bài 3 học cho nó kỹ. Bài 4 cũng phải học kỹ nữa. Nha, nhưng mà bài 4 tuần sau chưa làm tới bài 4. Tuần sau làm tới bài 3 thôi. Đó là những cái kỹ năng trong bài 1 với bài 3 là làm tuần này với tuần sau. Nha, bài 4 từ từ mình học cũng được, chả sao hết. Mình học nhiều quá mình không có nhớ. Nhưng mà nếu mình học để mình đối phó là mình đã hoàn thiện được 7 bài online, thì các bạn có thể tranh thủ một buổi các bạn học hết cũng được nữa. Chả sao. Nha. Rồi. Thư mục Google Drive ai đã học rồi? Ai đã nộp rồi nói tôi nghe cái coi. Cho tôi một cái tên coi. Cái em coi. Đọc tên em để tôi coi nộp. Tên gì em? Nguyễn Đức Giang. Nguyễn Đức Giang. Để cho tôi quen cái vị trí của các bạn đang nằm ở đâu á, để tôi nhớ. Nguyễn Đức Giang nằm gần cuối ha. Mai mốt các bạn không cần để thư mục luôn các bạn ơi. Các bạn cứ để khơi khơi ở ngoài đi, tôi nhìn là tôi biết ha. Rồi các bạn đặt tên nó phải thống nhất các bạn. Ví dụ như cái tên của mình là lab 1 thì tất cả đều lab 1 hết. Lab 1 này sai chính tả nghe Giang ơi. Chữ lab là chữ B bò nha. Tôi không chấp nhận sai chính tả. Đó, mình nộp vậy nè. Đấy, mình làm sai thì mình được cố vấn, tư vấn để nộp đúng lại các bạn. Mình nộp vậy nè. Đó, ví dụ như mình là phải nên để mã sinh viên hoặc là không luôn. Chứ mình để tên lớp làm chi? Mình là biết lớp này rồi, nó đâu có lạc đi đâu đâu sợ. Đó, lab là chữ B bò. Nhớ ha. Rồi, ok. Thì tất cả ví dụ như bài 1 thì nó phải giống tên với nhau. Để tôi nhìn tôi biết, cái file này là file kết quả, cái file này là file thiết kế, cái file này là file trong suốt. Đấy, các bạn làm như vậy là nó không lạc đen đâu hết. Nó khác file nhưng mà nó cùng tên cũng được, chả sao hết. Rồi cái file ở ngoài là dị Giang. File này là file dị Giang. File này bỏ nha. Dạ, cái file ngoài bỏ thầy em gửi lộn. Đó, nha. Đấy,
Bây giờ mình mới làm được có một bài thôi nè. Đó, cái này là mới một bài thôi, nhưng mà nó sẽ ba phần. Chết cha rồi. Em gửi lộn rồi. Cái file gốc đâu? Phải gốc đó thầy. Ở đây không có file gốc em ơi. Tức là ở đây không có file BSD, ở đây hai file JPEG là sai rồi. Mình vừa xóa cái file ở ngoài rồi. Nha. Dạ, để lát em tải lên lại. Lát tải lên lại nha. Thầy coi Dạ. em đúng chưa thầy? Rồi, ok các bạn. Em từ Đăng Huy thử đúng chứ thầy? Cho tôi một người nữa đi à. Từ Đăng Huy thầy? Rồi, từ Đăng Huy. Nguyễn Đoạn Phúc thầy. Từ Đăng Huy. Từ Đăng Huy. Hồ Quốc. Từ Đăng Huy. Trời ơi, đẩy đồ hết con. Tên là thầy à? Từ Cái Đăng tên em Huy. nó được đến hai vậy thầy? Từ Đăng Huy. Không thấy tên nó đâu chân ta. Cái tên đó thầy. Đây nè. Cái này sắp xếp là mã sinh viên mà em. Chỉ có phần điểm danh là nó hơi tào lao. A là nó sắp xếp theo ABC. Đó. Em không cần để trong một cái thư mục luôn em. Kệ, mình để ngoài đi là tôi vẫn biết. Mình đỡ mất thời gian để mình coi bài á. Mình đỡ một bước một nữa nha. Ví dụ như mai mốt các bạn làm quảng cáo cái gì thì chỉ cần cho người ta lít một cái là thấy quảng cáo liền, lít một cái là thấy thông tin chi tiết liền, lít một cái là thấy giá liền nha. Chứ đừng bao giờ mà làm cho người ta mất thời gian khi lít tới một cái sản phẩm nào đó hay thông tin nào đó, người ta sẽ chán, người ta sẽ không vô nữa lần thứ hai. Đó là cái UX đó các bạn ơi. Các bạn phải tập học từ 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 từ, tức là mình làm sao mà cái người nhận thông tin, cái người nhận bài á, người ta có con đường ngắn nhất để đi đến đó. Đó ha. Chứ đừng có phức tạp hóa vấn đề. Rồi ví dụ như một lát mình sẽ làm bài số 2 thì mình sẽ đặt là bài số 2. Ví dụ cái này là bài 1 thì mình đặt tên là bài 1. Các bạn đừng có để tùm lum tùm la ha, hoặc là để là bài 1 2. Đó. Ví dụ như vậy, hoặc là bài 1 cộng 2 ha. Chứ các bạn để lớp 1 làm chi, mình còn hai ba bài nữa mà nha. Rồi lớp mình học hơi trễ một xíu nè. Đó, bài 1 2 trong bài lab ha. Rồi các bạn cố gắng là đừng bao giờ đặt tên file là tiếng Việt. Nhớ giùm ha. Tên file là cái này nè các bạn ha. Đó. Ok. Tức là nó phải đúng cái chuẩn mình đặt tên file. Rồi mắc cái gì là ghi chữ in hoa làm chi, ví dụ như vậy ha. Cái này đâu có nhất thiết phải ghi chữ in hoa, mình nhìn mình cũng biết mà. Rồi ok, mình chỉ cần share thư mục này mình nộp thôi nè. Đó. Là bữa nay mình đã nộp được hết lab rồi các bạn. Rồi ví dụ như ngày mai mình làm thêm cái bài số 2, mình kéo mình thả vô chỗ này nữa. Ngày kia mình làm thêm bài số 3, mình kéo mình thả vô chỗ này nữa là xong. Thì cái phần mà mình nộp bài trên LMS á, mình chỉ cần làm một lần một thôi nha. Không có phiền mấy lần sau. Rồi những lần sau mình chỉ cần update bài lên đây là xong. Các bạn hình dung không? Đấy. Cho nên tôi nói là không có lý do gì mà mình không nộp bài, không có lý do gì mà mình không có bài để nộp. Hình dung không? Trừ khi cái máy tính mình không có ha, là thua, cái chuyện đó là thua. Còn mình có làm bài chắc chắn cái bài mình là có nộp và nộp được luôn. Cho nên cái việc mà trễ deadline đối với tôi là không thể nào có xảy ra. Đó, bây giờ mình làm được bài này thì mình xem mình nộp đi. À, mắc gì? Ha, nộp xong đi rồi bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 gì đó. Muốn làm bao nhiêu bài nữa thì các bạn chỉ cần lôi nguyên những cái file đó lên đây nữa là xong. Đơn giản không? Chỉ cần nộp EMS một lần một duy nhất. Còn lên Google Guide này muốn cập nhật bao nhiêu cập nhật, mà khi nào các bạn cập nhật các bạn phải nói nha, chứ giảng viên người ta không biết đâu. Hình dung không? Ai ở không đâu vô kiểm tra các bạn, là mỗi lớp 40 đứa mà 6 lớp mấy trăm đứa, ai đâu kiểm tra từng đứa từng đứa từng đứa từng đứa. Các bạn hình dung không? Cho nên khi nào mình có sự thay đổi, khi nào mình có sự update thì mình phải nói, mình phải show ra thì người ta mới biết ha. Không có người ta nào trên tôi mới biết. Hình dung không? Đấy. Cho nên mình phải hiểu cách làm việc với nhau trước nha. Rồi. Đấy. À, cái thư mục là bài là như thế ha. Từ Đăng Huy. Đây. Lớp 1. Đó, ok, nó vậy đó. Rồi mình làm lớp 3 mình quăng lên. Làm lớp 4 mình quăng lên. Ở bài 3, bài 4 mình quăng lên. Bài 3 làm gì, bài 4 làm gì, lát tôi hướng dẫn. Ha. Cái này là bài 1, bài 2 đó. Bài 1, bài 2 là cái này nè. Đó. Đó. Ghê ta. Hình ai đẹp với người ta. Chịn cho ta. Các bạn ơi cố gắng nè. Lần sau.
lần sau ha, lần đầu tiên mình chưa biết, lần sau thì cố gắng đừng bao giờ dùng cái phông mà nó sai phông, nhớ ha. Dạ. Sai phông chữ, nói chung các bạn bị bắt lỗi riết, các bạn quen à. À, sai phông chữ đấy, các bạn nộp hình lên đây đi rồi tôi coi bài, bắt đầu tôi ghi nhận gì nè, là các bạn thấy cái comment của tôi liền à. Đó, rồi ví dụ như cái này nè, mình phải di chuyển xuống xíu. Đó, ví dụ như vậy. Hay là các bạn thấy comment của mình chưa nè, thấy comment góp ý trên bài mình chưa nè, sướng lắm. Cho nên đừng có nén gì trên rồi á, để nguyên cái file lên. Một file gốc và những file kết quả, không có những thì phải lấy một file kết quả. Các bạn theo kịp không à? Đó. Rồi ok, trong suốt đúng rồi nè. Đó. Rồi lớp mình đã được chia sẻ cái phần mà các file các phông Unicode chưa? Được rồi thầy ơi. Chắc chưa rồi, cho nên nó dùng cái phông sai phông là đúng rồi nha. Các bạn ơi, mình tương tác, các bạn hỏi, các bạn trả lời dùm cái, mình bật mic lên mình trả lời chứ tôi quê rồi tôi nghĩ nói nữa làm sao. Dạ chưa. Tôi nghĩ nói rồi các bạn buồn sao, các bạn buồn tôi cũng đâu có vui, tôi ngồi tôi buồn chết luôn. Cái gì vậy trời, Thí ơi Thí, sao là lục hình gì đâu, quá trời lục vậy Thí à. Rồi các bạn ơi, tôi chia sẻ phong nè, tôi chia sẻ phong nè, chú ý nè, chú ý nè ha. Cái gì tôi cũng cho hết các bạn nha. Đây là cái link phong Việt hóa, tức là những cái phong này là những phong tiếng Việt. Các bạn sử dụng những phong không tiếng Việt nó sẽ bị lỗi phong ha, có dấu hay không có dấu, hoặc là nó không có cùng định dạng, nhìn nó xấu lắm. Mình cố gắng mình kỹ cái phần này các bạn. Rồi, tôi giải thích tí xíu nè. Ở đây là những cái bộ phông đều là tiếng Việt hết. Bộ phông UTM mấy trăm phông ha. Bộ phông này, bộ phông cực kỳ quan trọng là Roboto. Các bạn download về, các bạn giải nén, các bạn download về, các bạn giải nén ha. Ví dụ tôi download cái này đi. Cái này với cái này nó giống hệt nhau, tôi download này ha. Rồi, cái này là nguyên cái thư mục rồi. Thì mình muốn download về thì bấm chuột phải vô thư mục. Mình chọn cái đó, download ha. Cái design này cũng vậy. Đó, cái này thì mình phải bấm chuột phải ha, mình download ha. Rồi, ví dụ các bạn download về rồi thì luôn luôn là file nén các bạn ha. Thì bây giờ mình phải giải nén cái file này ra các bạn ơi. Các bạn bấm chuột phải nè. Đó, các bạn giải nén nè, hết chắc tu nè ha. Mình giải nén ra cái thư mục cho mình dễ tìm chứ gì trơn á. Quan trọng là cái máy mình, cái thư mục nó nằm ở đâu, mình kéo xuống mình kiếm. Kiếm cho nó đúng. Đây, Roboto Việt hóa nè. Thì các bạn chỉ cần là copy hết cái phong đó, Ctrl A, Ctrl C, các bạn vô Windows, các bạn vô DBC, các bạn vô C, các bạn vô Windows, các bạn vô phong, rồi các bạn paste vô đó là xong ha. Đó là cách cài phong, tức là cài phong xong rồi thì mình mới mở Photoshop lên ha. Đó, bây giờ tôi đã cài rồi cho nên tôi no ha, tôi cài rồi tôi không cài nữa. Đó, khi cài phong xong thì mình mới khởi tạo phần mềm ha, mới khởi động phần mềm thì lúc đó phần mềm nó mới update cái phong. Chứ mình đang mở Photoshop mà mình cài phong thì Photoshop nó không có thấy phong đó đâu. Hình dung ha. Rồi, phong mình tên gì thì mình cứ tìm tới bên đó là ok. Ví dụ như cái này là tên Roboto thì mình có nguyên một bộ Roboto ha, thường in đậm, in nghiêng, nghiêng đủ trò hết, in bình thường, in hơi hơi, in nhẹ nhẹ. Tức là cái bộ này cực kỳ hay, phong cực kỳ đẹp. À, nó rất là dễ nhìn đó, ví dụ như vậy. Rồi đây là những bộ phông kiểu rất là đẹp, đây là những bộ phông kiểu rất là đẹp, đây là những bộ phông kiểu rất là đẹp. Các bạn có thể download hết về, các bạn đưa vô cái hệ thống Windows của mình rồi từ từ các bạn nghiên cứu tới ha. Phông Việt hóa ok ha. Rồi, tức là khi mình thiết kế hình ảnh đó, ngoài việc hình ảnh ra, ngoài việc màu sắc ra thì cái chữ cực kỳ quan trọng. Đấy, cái chữ mà mình làm khơi khơi nó cũng không hấp dẫn đâu ha. Rồi à, có gì còn thắc mắc nữa không ạ? À? Nhiệm vụ trước mắt chỉ cần là nộp liền cái lớp 1 này nè các bạn. Các bạn nộp thử đi, để lát tôi kiểm tra, cuối giờ tôi kiểm tra ha. Tại bây giờ mình ai cũng có thể là có bài số 1 hết rồi.
Hello Lan Phương. Thầy chỉ đi lại đọc lớp 1 luôn thầy, cái khúc mà nén pha thành test của mình á. Em có pha chưa? Chỗ nào tới chỗ nào? Cái chỗ mà làm ra cái test đất của mình đó thầy. À, cái chỗ làm ra test đất của mình đúng không? Có em có đất của mình đúng không? Rồi. Chuyên gia Google Drive đây các bạn ơi. Bạn Lan Phương. Chuyên gia nha, ai không biết thì hỏi nha. Lan Phương đang hỏi nè. Thì mình cùng theo dõi nha. Rồi, ví dụ em đã có cái thư mục của mình rồi. À, bạn nào cũng có thư mục ở trên đây hết rồi đúng không? Không có thì mình phải là mình phải hỏi ha. Đó, đây, nguyên cái lớp của mình nè. Ví dụ như bài của Lan Phương. Đâu là Lan Phương rồi? Đây, Nguyễn Lương Lan Phương đây. Lít vô đây ha. Rồi, cái này là mình phải tạo thư mục là lớp 1 nha em. Nhung không? Nhung không? Chứ mình có nhiều lớp mình để khơi khơi gì sao biết em? Dạ. Đó, mình tạo lớp 1. Rồi, ok ha. Bởi vì mình không biết làm đúng rồi. Mình bấm chuột phải vào lớp 1 nè. Mình share nè. Đó. Mình copy nè. Đó, rồi xong rồi đó em. Mình chỉ cần dán cái phần copy đó vô cái file mình khởi tạo á. Cái test document này mình khởi tạo bằng cách là bấm chuột phải bất cứ ở vị trí nào khoảng trống trong cái màn hình của mình á. Mình new, mình chọn test document ha. Rồi mình đặt tên là BS. Mã sinh viên của mình á, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, trừ lab 1. Các bạn chỉ cần đặt vậy thôi ha. Tức là cái file của mình đó các bạn phải đặt như thế này ha. Tại vì khi mà giảng viên người ta download về đó, thì cái file mình người ta có cái mã số sinh viên là người ta biết của ai. Và người ta thường thường quản lý theo mã số sinh viên không thôi ha. Chứ người ta không cần coi tới cái tên đâu. Với lại mình đặt cái tên file mà có mã số sinh viên á, khi download về á, nó theo thứ tự từ trên xuống dưới, người ta dò qua bên cái danh sách điểm nó dễ hơn. Cho nên các bạn cố gắng tập đặt file như thế này. Còn những cái môn nào mà cái file nó nhẹ đó thì các bạn nộp trực tiếp lên, thì cái file đó các bạn cũng phải đặt tên như thế này. Tức là đây là cách đặt tên file để mình nộp lên LMS các bạn nha. Rồi bây giờ mình dán vô đây. Tại môn Photoshop thì cái dữ liệu nó nặng lắm, mới mốt mình làm mấy cái bài sao nặng lắm. Thì bây giờ mình phải biết cái cách nộp bài trên Google Drive. Rồi, ok, save lại ha. Rồi bây giờ mình cần lấy cái file này mình nộp lên LMS thôi em nha. Ví dụ như tôi để là nộp lần 2. À, rồi ha, bắt đầu tôi lên LMS nè. LMS là biết nộp rồi đúng không? Dạ chưa luôn thầy. Rồi ok, LMS nè. Khi mình nộp rồi đó thì cái nút màu xanh này nè, nó có cái file trước mình nộp nè ha. Bây giờ mình muốn nộp thêm thì mình vô Edit Submit. Rồi bây giờ mình tải lên. Mình tải file đó lên. Rồi, đó, cái file sau của mình nè. Mình muốn xóa file trước thì mình click vô đây nè. Mình delete. Mình chọn delete. Đấy, ok ha. Và xong rồi đó. Dạ, em cảm ơn thầy. Được chưa? Dạ, được rồi. Ok, các bạn tập nộp đi các bạn. Các bạn nộp liền đi. Mình có mấy cái bài, mình có một cái bài bữa hổm đó. Mình tạo thư mục lớp 1, mình lôi lên, mình nộp liền đi các bạn. Cái này mới quan trọng ha. Đó. Mình vô mà mình thấy có cái Edit Submission. Và có cái file này là đúng rồi nè. Là mình đã nộp rồi nè. Hình dung không? Đó. Lớp 1 nè. Mình có laptop sinh viên nè. Bài 2 laptop sinh viên nè. Bây giờ một lát mình sẽ làm cái mask layer nè. Một lát mình sẽ demo cái lá cờ nè. Với cái công cụ Sharp trong Photoshop nè. Vậy là mình xong cái bài lớp 1 ha. Đó. Bạn tình ơi, dấu gì cũng xa nhau rồi. Thầy ơi nghe. Từ em chia sẻ màn hình lên rồi thầy. Vâng. Sao em tới thôi à? Thằng này ngồi trong phòng hay sao? Cô đơn trong nỗi đau sao trời. Em nộp đến đây rồi xong rồi. Đúng rồi đó em, xong rồi, em nộp vậy là ngon rồi đó, hợp lý rồi. Mà em bấm ra nó là hiện này nè.
kệ nó. Em bấm Đã cái tắt gì ra? lép đi được rồi đúng không? Em bấm gì ra em? Em bấm lui ra thầy. Em bấm lui ra làm chi trời? Tắt luôn Em hả? bấm ra cái chữ thư mục nộp lab kìa em. Thư mục nộp lab ở trên, cái đường dẫn ở trên, cái đường dẫn ở trên. Bấm ra làm chi? Đường dẫn ở trên. Đường dẫn ở trên. Nhỏ nhỏ, xích qua bên phải. Lên trên. Lên trên action. Nó có chữ nộp lab kìa. Lít vô. Xong rồi Đấy. Đó, mình nộp không? rồi đó. Ok. Ok em. Xuất sắc luôn. Tại vì cái hành động mình vừa làm trước đó là submit, em hiểu không? Mà em trở back nó lại thì nó submit lại, nghĩa là nó thấy không có gì chừng làm sao submit, cho nên nó báo lỗi. Đấy, mình vẽ ra cái danh sách là nộp lab. Các bạn ơi, mình tập nộp hết đi các bạn. Để tôi kiểm tra coi ai chưa nộp được, tôi quánh. Trừ 5 điểm, ai không nộp được trừ 5 điểm. Ai nộp rồi là 9 hoặc 10 điểm, ví dụ như vậy. Thầy ơi, em xe lên như vậy là đúng đúng thưa thầy. Ai không nộp được là trừ 5 điểm lớp 1. Tại đây là lớp thái độ chứ không phải nó lớp kỹ năng. Dạ, Thầy ơi. nộp được rồi thầy, cộng 10 Tức là điểm mình nè. phải hiểu Ê, cái em hệ xin thức. thầy hơn cho thầy. Mà Còn mấy phải điểm? hiểu cái hệ lắm chứ các bạn. Quỳnh Như, bắt đầu em đẹp của Quỳnh Như. Bắt đầu em đẹp của Quỳnh Như ơi. Hình của ai mà khùng dã man ta? Anh nào đoán vé số Quỳnh Như? Anh của em bán vé số. Các bạn ơi, mình nộp là mé đi các bạn. Cái đó là tôi nói thiệt nha, ai nào cũng được là tôi cho Thầy 5 ơi, điểm. em xin lỗi Trừ thầy coi, 5% số điểm đúng chứ gì anh. đúng chưa ạ? Quốc Việt, em muốn nói gì? Em xin lỗi cho thầy coi là em đặt gì được đúng chưa thầy? Nó để chỗ cái mã số sinh viên là cái lab luôn thầy. Em nói gì tôi chưa có nghe rõ nghe Việt. Là cái chỗ mà em nạp xong á thầy, cái chỗ edit submit nó có cái mã số sinh viên đúng không thầy, là cái lab rồi đúng không thầy? Nói chung là chưa hiểu luôn đó. Để em xem thầy coi nha. Ok. Nói là gì á, nói gì á, không hiểu gì chứ, nói gì á. Như này là được đúng không thầy? Ok, vậy là được đó. Tôi mới nãy tôi vừa nói vậy đó em. Dạ. Rồi. Cảm ơn em. Các bạn ơi, mình tập nộp hết đi các bạn ơi. Những con người đang tồn tại trong cái phòng này, làm ơn nộp lên hết giùm nha. Một lát gần cuối giờ tôi sẽ kiểm tra, tức là một lát tôi sẽ làm demo một bài nho nhỏ, rồi trong lúc các bạn làm lại thì tôi sẽ kiểm tra coi ai chưa nộp, tôi sẽ trừ 50% số điểm nha. Mai Thị Thanh Thúy kìa, nó vui vẻ với những tấm hình của tôi lắm nha. Nó vui vẻ với những tấm hình của tôi lắm. Cảm ơn các bạn đã có nguồn cảm hứng vui vẻ. Thầy Nguyễn Đoàn Phúc thầy 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 ơi, nghe Phương Trúc ơi, dạ là cái laptop của em hết pin, em nó bị lỗi chích rồi, cho cha không nên rồi em, chiều rồi em chiều có chiều em có cây cây sạc pin không, dạ sạc em có cục sạc pin. pin không? Các bạn ơi, cố gắng mình tập một cái thái độ như vậy nè các bạn. Chuyện gì làm được hôm nay đừng để ngày mai ha, để ngày mai là mình quên hết, Chiều em có thể nộp nhớ thì thầy chỉnh. chỉ là cái Thoải mái em, cái laptop. chuyện đó là bình thường em, thoải mái nha. Tại tôi muốn test cho nó chắc chắn là các bạn hiểu rõ hệ thống ha. Còn những cái bài lát sau tôi không có kỹ đâu. Mình không nộp kệ mình nha. Bài đầu tôi phải kỹ là mình phải hiểu rõ hệ thống. Và lại các bạn là tân sinh viên cho nên phải chăm sóc tận tình. Mai mốt các bạn lớn rồi không ai chăm sóc các bạn chứ. Các bạn không nộp thôi kệ các bạn ha. Thầy đi du lịch không thầy? Đi hoài gì? Nè. Rảnh nhỏ này rảnh trời, sao nhiều người giống nhau dữ vậy ta? Gì đây? Gì đi đi đâu? Đi cắm trại hả? Hình như cái này Đâu nãy đứt rồi để đúng không? nộp chưa các bạn, nộp bài chưa, nộp xong bắt đầu mình làm một cái bài mới nè, đơn giản nhẹ nhàng gọn gàng.
Thầy ơi, em xin lỗi thầy trước nha. Gì vậy? Tôi mới chuẩn bị nha. Đợi xíu. Kệ em vui là được em à. Nó đem thầy ra làm trò đùa. Kệ nó đi, trời đất ơi. Mình cho người ta một nụ cười là còn hơn 10 thang thuốc bổ nữa ha. Người ta cảm ơn mình không hết. Thầy ơi, em nói thầy thường có giận nha. Cái kiểu chụp hình này là chụp lẹ mẹ ơi tấm mẹ. Nga ơi, nghe Nga ơi. Thiên hạ làm gì kệ, đừng quan tâm nghe các bạn. Mình tập trung chuyên môn thầy nha. Ơi, cái lời mé nó bị lỗi không nạp bài được thì sao thầy? Sao mà lỗi được em, mọi người đều vô được mà. Em nghe tôi nói không? Em bị lỗi trình, em đâu vô được đâu thầy. Không phải, mình có thể là vô bằng trình gì khác. Mình có thể là Ctrl F5 ha. Ctrl F5 hoặc là vô bằng trình gì khác. Tại vì nó bị okay, nhớ đó thầy. Em nó bị nhớ, em hiểu không? Trình duyệt nó bị nhớ. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Rồi bạn nào không nộp được thì mình cố gắng mình tranh thủ tối chiều mai mốt mình phải nộp nha các bạn. Tức là bây giờ các bạn phải chắc chắn rằng các bạn đã hiểu được cái hệ thống ha, và hiểu được cái cách mình nộp bài với cái file dung lượng lớn. Nhớ file dung lượng lớn nha, file dung lượng lớn là mình cứ sử dụng Google Drive đi, mình xem lên mình nộp, không ai la mình trớn trội nha. Còn ví dụ những file nhỏ nhỏ mà có một file một thì mình có thể nộp trực tiếp, chả sao cả. Còn cái cách tôi hướng dẫn là mình sử dụng để mình nộp với cái file dung lượng lớn hoặc là nhiều file. Đó. Chó thiệt. Ok, xong nha. Bây giờ mình học bài mới nha. Tập trung nghe Thúy à. Tập trung học bài mới đi. Trời ơi, Trang gọi. Rồi tôi trời, con Thúy này tập trung học nè. Học 5 phút, học 5 phút nè. Bài này chỉ có 5 phút thôi. Tính giờ đấy thầy giảng đi. Các bạn làm lại 5 phút là ok nha. Rồi xong tôi làm bài thứ 3. Và đây là bài thứ 2 các bạn nghe. Má chưa chắc mất. Ôi, có đôi khi thèm như thú đi hoang. Các bạn thấy tôi làm lúc nào tôi cũng phải chừa một phần nhỏ nhỏ, tôi đi nhìn các bạn coi nó làm sao. Nó đang quậy cái gì? Nó có tập trung không? Cho nên tôi cần nhìn thấy gương mặt của các bạn. Tôi mới có hứng tôi nói tiếp. Nhật ơi! Chúc em mát mẻ vui vẻ nha. Lê Hồ Văn Nhật, chúc em ngủ ngon nha. Đó, nó học mà nó nằm võng gì đó. Mất mệt không? Thiệt tình. Thầy ơi. Ơi. Tại em bị đau lưng. À. Thôi hết rồi người đã xa tôi. Mời các bạn theo dõi nha. Bài thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về cái layer mask các bạn. Rồi mọi cái sự riêng tư vui lòng đợi trong giây lát ha. Làm demo bài này xong tôi bắt đầu mình tám tiếp. Rồi. Photoshop ha. Bài lớp 1 ha. Tài nguyên ha. Rồi 1, 2 mình làm rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm về layer map nè. Thì layer map nó có rất là nhiều kiểu, nhiều chiêu trò, nhiều cách làm khác nhau hết. Nhưng mà bây giờ là đây là cái bài đầu tiên. Cho nên mình cũng nên hiểu về layer mask tí xíu. Nó là cái gì nha. Và qua một bài tập đơn giản như thế này. Qua một bài tập đơn giản như thế này thì các bạn sẽ hiểu cơ bản về layer mask là cái gì. Còn cái cách làm, cái kiểu làm và nó biến tấu ra làm sao, còn rất 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 nhiều bài ở những bài tập tiếp theo, những bài lab tiếp theo. Cho nên các bạn cố gắng cái bài này các bạn phải hiểu rõ về layer mask. Rồi, bài tập ví dụ như sau. Đây là cái bài, cái file mẫu, file gốc. Các bạn có thể không sử dụng cái file này cũng được.
Các bạn sử dụng cái file nào cũng được, chả sao hết. Nhưng mà quan trọng là mình hiểu cái layer mask là cái gì và sử dụng cho nó đúng nha. Rồi, mình sẽ có hai phiên bản như sau để mình học thêm một số công cụ, một hai công cụ nữa. Ví dụ như là cái hình này thì mình, thứ nhất là mình làm gì các bạn? Mình rớp lại cho nó kích thước gọn lại tí xíu. Rồi xong sau đó mình mới làm cái layer mask. Nghĩa là trong cái thiết kế này mình cảm nhận được là mình có hai layer ha. Layer thứ nhất là cái hình gốc, layer thứ hai là cái màu cam cam này nè. Đó, và màu cam cam này nó trống ở chính giữa để nó lộ cái layer hình lên. Thì cái phần cam cam này người ta gọi là layer mask các bạn ha. Rồi, cái hình tiếp theo thì nó giữ nguyên cái file gốc và nó làm cũng y chang như vậy ha. Cái cách làm cũng y chang như vậy. Tức là trong một cái thiết kế các bạn nhìn vô các bạn phải biết nó bao nhiêu layer. Hiểu không? Và đây là cái bài ngắn, gọn, dễ hiểu. Nó chỉ có hai layer thôi. Một layer gốc và một layer màu cam cam này, opacity. Và có cái mask ở đây. Đó, mask tức là xóa những cái phần cam cam nó ra cho nó lộ cái layer ở dưới lên. Ha. Thì cách mình làm như thế nào thì mời các bạn theo dõi ha. Thì tôi lấy cái hình này về tôi làm luôn. Rồi, ok. Mở Photoshop lên ha. Rồi, tôi open cái chiếc xe đó lên. Đây, học rất là nhiều với cái bài đơn giản này. Học rất là nhiều luôn các bạn. Học nhiều lắm các bạn ơi. Học nhiều lắm với cái bài này nè. Với layer mask nè. Mình sẽ học được cái brush. Mình sẽ học được cái quản lý layer. Mình sẽ học được cái hai màu trắng đen nó quan trọng như thế nào. Ổ bình nó không lên gì ta. Ok, lên rồi. Rồi. Ví dụ như là mấy cái cửa sổ mà nó rối quá, các bạn có thể bấm phím tab nè. Đó, học cái đầu tiên là phím tab nè, cho nó trống hết mấy cái cửa sổ nè. Tab cho nó hiển thị là mấy cửa sổ nè. Tab cho nó mất nè ha. Rồi, ok. Bây giờ mình làm cái phiên bản đầu tiên là giữ cái file gốc lại. Mình nói là cái file thiết kế vừa rồi nó có hai layer, tức là mình thêm một layer mới. Thêm layer mới thì mình nhấn nút là Ctrl Shift N ha. Hoặc là mình nhấn vô cái này nè các bạn. Đây, cái icon dấu cộng trong cửa sổ layer nha. Lít vô để nó có layer mới. Rồi. Cái thứ hai là mình sẽ tô cái màu nào đó trên cái layer mới này. Bây giờ mình muốn xác định màu đó là màu nào thì các bạn đừng bao giờ suy nghĩ một màu tào lao vô, mà các bạn phải chích màu. Rồi, chích màu trong cái hình nó có sẵn. Rồi các bạn kiếm cái công cụ chích màu cho tôi nha. Công cụ chích màu là này nè các bạn ơi. Đây. I crop Bơ tool ha. Lít vô đây. Phím tắt là chữ Y ngắn. Rồi lít vô đây. Thì mình chích màu là như sau. Cái việc chích màu cũng hoành tráng lắm. Ví dụ mình không có nhấn cái gì cả, mình chỉ cần lít chuột trái vô cái màu mình cần chích thì nó là một cái màu foreground xuất hiện ha. Mình chích vô màu đỏ nó có màu đỏ. Bây giờ tôi muốn lấy cái màu cam này nè. Đó, tôi muốn lấy màu cam này nè. Thì tôi chích vô màu cam nó ra màu cam ha. Tôi chích vô màu đỏ, nó ra màu đỏ. Bây giờ tôi muốn là set cho cái màu phía dưới cơ ha. Thì tôi nhấn Alt kết hợp và tôi lít vô cái màu cam. Đó, thì lúc đó cái phần foreground này nó chuyển thành cái màu mà tôi cần mua lấy ha. Thì bây giờ mình có hai màu rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ mình tô màu vô đây là mình biết rồi ha. Bữa hôm biết rồi. Tô một màu nào đó vô một layer nào đó mình biết rồi ha. Rồi, là nút gì quên rồi. Đó, Alt delete. Rồi, cái bài mình đó thì nó mờ mờ ha, nó mờ mờ, nó thấy cái nền ở dưới, tức là mình sử dụng cái yếu tố là opacity trong cái layer. Đây, ngay cái cửa sổ layer opacity nó nằm đây nè các bạn. Đó, các bạn quan sát phía bên đây ha, opacity nè. Tôi có thể lít vô đây, tôi có thể kéo xuống. Đó, hoặc là tôi có thể lít chuột trái ở đây, tôi rê qua trái, tôi rê qua phải thì cái opacity khác nhau này, thấy không? Đó, tôi không cần nhập số cũng được. Rồi, ok nha. Đó, ha. Rồi, bây giờ tôi muốn xóa cái đoạn này đi nha. Thì thay vì mình sử dụng công cụ là Eraser Tool, tức là cái cục gom để xóa, thì nó xóa là mất luôn. Mà mình muốn edit nữa không được, mình muốn sửa lại không được, thì mình phải sử dụng cái kỹ thuật là Layer Mask. Ha, Layer Mask là cái gì?
nó là một cái icon nho nhỏ nằm ở dưới khung cửa sổ layer, ví dụ khung cửa sổ layer của mình nè, nó nằm dưới này nè, cái icon vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn rê chuột vô thấy cái tiếng Anh nó hiện lên là add layer mask nha. Khi mình click vô đây một cái, ok các bạn ơi, nó sẽ xuất hiện một cái khung màu trắng đi kèm với cái layer màu đỏ mới nãy, hình dung không? Rồi, layer mask là gì? Layer mask nó chỉ chấp nhận là hai màu mà thôi, màu trắng hoặc là màu đen thôi các bạn. Là cái này nè, cái khung này nè, nó chỉ là màu trắng là màu đen thôi. Nếu màu trắng thì nó thấy toàn bộ, nếu màu đen thì nó che lại hết, hình dung không? Đó, thì bây giờ do nó là màu trắng cho nên nguyên cái layer màu đỏ này nó chưa có gì thay đổi cả. Bây giờ mình muốn là xóa cái phần nào mà mình muốn lộ cái layer chiếc xe ra đó, thì mình phải dùng một cái brush ha, cái brush màu đen để mình tô vô cái mask màu trắng này, nhớ ha. Rồi tôi chọn cái brush ha. Rồi tôi chọn cái brush đây các bạn, tôi chọn công cụ brush tool. Các bạn muốn tìm kiếm một số công cụ mà các bạn không thấy nó hiển thị lên đây, các bạn phải nhấn chuột trái vô cái icon, giữ nhẹ khoảng 1-2 giây thì nó mới xuất hiện được cái menu con. Trong menu con này nó có rất là nhiều cái icon khác ha. Bây giờ tôi click chọn cái brush tool, thì trong brush tool này các bạn rê chuột lên đây, các bạn sẽ thấy là đây là cái size của brush ha, và đây là các chế độ các bạn chú ý phải để y nguyên như thế này ha, y nguyên như thế này. Mod opacity, mod là lúc nào cũng phải nói màu dùm cái ha. Rồi bây giờ các bạn click vô đây, ở đây là size nè các bạn, ở đây là hardness nè các bạn. Ví dụ như size này là 400 mấy nè, mình muốn nhỏ hơn thì mình kéo xuống, muốn lớn hơn kéo lên đây. Thì cái cửa sổ này nó đồng nghĩa với việc là mình bấm chuột phải bất kỳ ở đâu đó ở trên cái phần thiết kế của mình thì nó hiện cái cửa sổ này lên. Đây là cửa sổ size đó. Ví dụ tôi muốn cái vùng chọn này nó to thì tôi kéo lên đó, đó tôi muốn to to như vậy nè. Rồi bây giờ cái hardness này nè, nếu mà nó 0% nghĩa là cái brush nó mềm, nó mềm làm sao, nó nét làm sao. Bây giờ ví dụ nó mềm ha, thì bắt đầu tôi tô màu đen vô. Bây giờ cái màu đen mình phải là mình chọn ở trên, cái màu ở trên là màu đen. Khi các bạn click vô cái mask thì mặc định cái hai cái màu này nó reset lại màu đen màu trắng cho mình nè. Mình coi coi nó phải là màu đen nằm trên hay không. Nếu phải thì mình để, còn không phải thì mình phải chuyển màu, hoặc là mình bấm phím X nha. Rồi màu đen nó nằm bên trên chắc chắn nha. Rồi bây giờ mình chắc chắn mình phải chọn cái mask màu trắng và mình tô màu đen vô nè các bạn. Mình click nhẹ một cái, một duy nhất nè. Đó. Thì cái này nó là cái brush nó mịn ha. Cái brush nó mịn, nó mượt, tức là nó có sự chuyển đổi giữa cái rõ và không rõ, nó mượt. Rồi, bây giờ tôi sử dụng một cái brush mà nó nét, tức là tôi bấm chuột phải lại ở vị trí bất kỳ ha, để hiển thị cái bảng brush này lên lại. Thì lúc này cái hardness này nè, tôi có thể là kéo lên 100% thì nó nét hoàn toàn, thì các bạn thấy nó sẽ khác liền nè các bạn ơi. Đó ha. Đây, tôi click ở đây. Đó, thấy nó khác liền không? Hình dung không? Bên đây mờ, bên đây rõ ràng luôn. Cái nào rớt là rớt, cái nào không rớt là không rớt. Đấy. Hình dung chưa? Rồi ha. Ok, bây giờ mình save file lại thôi. Ví dụ như đây là bài số 2. Bài 2. Rồi, mình được một cái bài 2 mà BSD là file gốc. Nhớ ha. Mình cứ quan sát những cái tab ở trên đây. Mỗi một file là có một cái tab. Rồi. Bây giờ tôi muốn save cái file này thành là hình. Tôi nhấn Ctrl Shift S để nó ra cửa sổ này, và tôi lưu nó file là JPG ha, JPEG, JPE, nó chọn cái này nè. Rồi tôi lưu bài 2. Rồi, bây giờ cái bài 2 này có một cái thước là nó rớp lại, thì các bạn chọn công cụ rớp cho tôi ha. Rồi công cụ rớp nó nằm đây nè các bạn ơi. Công cụ thứ 5 đây. Các bạn không thấy thì các bạn phải nhấn giữ chuột trái để cho hiện cửa sổ con lên, và các bạn chọn nó rớp. Rớp là phím tắt là chữ C. Đó. Chữ C trong rớp. Rồi bây giờ tôi muốn rớp cho nó ngắn lại. Đó. Gọn gọn lại. Để mình học công cụ rớp ha. Rồi mình enter. Ok. Bây giờ mình muốn làm cái màn ở trên này màu khác thì mình tắt con mask layer này đi. Mình nêu một layer mới nè, đè lên trên nè. Rồi, mình chọn cái màu ở dưới mình tô vô là Ctrl Delete ha. Rồi mình cho opacity. Đó,
Rồi mình add một cái layer mask vô. À, rồi mình cho một cái brush vô. Rồi cái brush này nó to quá mình cho nhỏ lại một xíu. Làm cho giống mày mẫu chẳng hạn. Rồi ok. Bây giờ mình chắc chắn đây là cái brush màu đen rồi ha. Màu đen rồi và mình chắc chắn là mình đang focus ở cái mask rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần tô lên thôi các bạn. Và cái này nó đang bị nét nè, mình không muốn nét thì mình bấm chuột phải mình giảm cái hai nét này về không ha. Thì bắt đầu mình tô nè. Hình dung không? Đấy, rồi mình sell thêm một lần nữa làm được cái hình thứ hai. Đó, cũng JPEG JPG các bạn. Đó, bài 22 ví dụ như vậy. Rồi xong C. Rồi, các bạn đã làm xong được bài số 2 rồi đó. Rồi mình cứ lôi hai bài, ba bài gì đó của mình vừa xe á lên cái thư mục Google Drive của mình ha. Rồi. Thư mục Google Drive của tôi đâu rồi ta? Rồi tôi trở về đây. Vô đây. Các bạn lôi lên lại ha. 28. Đó. Vô cái lớp 1 nè. Rồi, lôi những cái bài của mình mới nãy lên. Đó, các bạn nhấn phím cửa sổ và phím E để nó mở cái Explorer này lên nè. Ha, thì mình vô cái chỗ mình lưu file đó. Rồi mình kéo nó lên. Kéo lên. Ha. Đó. Rồi, cái này mới nãy tôi nói là không cần để thư mục. Thì các bạn không cần để thư mục. Các bạn đem ra ngoài luôn. Để tôi thấy liền là trong cái bài lớp 1 này các bạn làm cái gì. Ha. Khỏi cần lít vô một lần nữa. Rồi tôi xóa cái này luôn. Đó. Có phải là tôi vẫn thấy là bài 1, bài 2 đàng hoàng không? Đó, bài 1 nè. Bài 2 nè. Ha. Rồi lát mà làm bài 3, mình cho lên bài 3 nữa là ok. Hình dung không? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Nghỉ thôi, nghỉ thôi. Bye bye thầy. Bye bye thầy. Tạm biệt em. Không, cái đó là nói. Thôi, thầy đang quay YouTube đúng không? À, nãy giờ không quay, mình quên luôn. Quay rồi. Bữa nay đừng nghỉ sớm. Bữa nay quên nghỉ quay rồi các bạn ơi. Nãy giờ quên quay rồi. Chừng nữa vô cắt cái clip này ra. Quên quay rồi. Sao tự nhiên quên quay trời. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi làm bài rồi, các bạn lát mà em làm cái bài em nào. Hai thôi. Rồi em làm chiếc xin nào cũng được đúng không thầy? Các bạn làm đi các bạn ơi, làm cho giống hai cái bài tôi vừa demo các bạn. Bài xin nào cũng được đúng không thầy? Bài gì cũng được hết trơn á, không nhất thiết phải chiếc xe, tại chiếc xe tôi thích chiếc xe đẹp quá, tôi lấy chiếc xe. Em làm xe đạp cũng được em, làm sao nó đẹp là được em. Làm sao nó đẹp là được nha. Miễn sao là làm hai cái phiên bản kết quả. Ừ, làm sao có hai phiên bản kết quả giống giống vậy là được. Và các bạn phải biết sử dụng là brush mịn là như thế nào, brush nét là như thế nào. Nhớ ha, brush mịn với brush nét là một bài là phải hai, có hai cái đó luôn á thầy. Đúng rồi em. Làm giống như tôi đang làm đó em ơi, để mình trải nghiệm em ơi. Mình mới làm quen với công cụ, mình phải trải nghiệm nha. Quy làm gì cười quậy Quy? Bị khùng á. Có gì vui Quy? Tính dữ người ta nói người ta khùng, vô duyên, nhỏ này kỳ. Dạ không ạ, à, em tìm được hình đẹp rồi. Mà nó khùng thiệt phải không? Không, em tìm được hình đẹp em cười. Làm bài nha. Mệt quá nhỉ. 5 phút nha, đi 5 phút một cái đảo lại nha. Đi ăn bánh mì nha. Không biết gì thì hỏi nè, không biết gì thì hỏi để cho nó nhớ bài các bạn. Chứ ví dụ như các bạn coi clip, các bạn làm lại giống như clip lại chuyện quá bình thường ha. Có đó là chỉ những bạn nào mà mình bỏ nhịp, mình mất nhịp, mình nghỉ thì mình coi lại clip. Còn mình đang theo học, mình đang follow thì mình cố gắng vừa hướng dẫn xong cái mình làm lại liền là mình ngon ha, mình xuất sắc. Đó là kiểm tra trí nhớ của mình luôn đó nha. What? Tại sao? No. Cái đầu mày luôn á.
video. Ai ơi sao em ngu mà em mở ra. Hèn gì. Thúy ơi, vào lấy mấy cái hình của tao vừa gửi đấy. Tao làm hình chị đẹp gái rồi. Hay là lấy hình thầy làm đi. Long ơi, vào trong mét xem hình tôi vừa gửi đi. Đâu? À mẹ nó. Ê, khi nào hay vô lại tụi bay nhớ nói ra nha, cái miệng tôi chim chích chim chích. Đẹp thế. Ủa sao kì vậy? À, đang tìm siêu xe nè. Ê mọi người, tôi xe lên hơi đúng chưa mọi người? Mọi người, tôi xe lên đúng luôn nha. Muốn hiểu coi cho nó dùm teo thôi. Vậy ok cho mọi người. Ok chưa, đầu hay kêu cắt là cái nào, cái nào mình để thu nhỏ lại. Cái gì vậy, từ từ ơi, tại sao, đâu rồi? Nè, xe xin nè. Mày muốn cắt cái hình, cắt xe hả, ở trên kìa ngay đó, ừ. À đúng không? Ừ. Ừ, đó. Vô cây chưa? Rồi. Ừ, thấy tông màu bánh sao mày? Vậy được đúng không? Vậy được đúng không? ALT delete. Bây giờ sale đúng không? Bây giờ chi đúng không? Sale đúng không? Là giờ chọn cái này. Sale dạ, bạc á. Sale nào cũng được. Ừ, sale cái đó hoặc là bài 3 đúng không? Bài 3 đúng không? Tao sẽ cho nó mờ mày thấy. Hả? Tao cho nó mờ. Ở cái góc nè, nhìn vô trong cái hình của thằng Việt nè. Ngay được. Cái chỗ cái layer nhìn phía trên có thấy cái chữ opacity không? Đâu? Opacity. Chỗ thằng Việt phóng to lên ngay cái chỗ layer á. Được cái nào ấy, một cái này nữa phải không? Ừ, cái đó đó. Cái bên chiếc xe á không? Máy thúy đúng không? Ừ. Mẹ em Hương ơi. Không, tao thấy. Nè. Việt ơi, mày phóng to cái chỗ ra cho nó coi đi, phóng to nó lên. Thằng Hương mày phải phóng to lên, kế bên chiếc xe có cái... Nè, cái này nè. Chỉ nó cái opacity á, để nó làm mờ. Làm đâu nha, coi nha. À. Tụi bay coi nó làm đi. Giờ tiên là cái này là cái màu nha, là nhấn. Chờ. Phần này nè, kéo xuống. À, ok. Xong rồi vô cái này. Nè. Chọn ở đây. Đó. Xong vô cái này, vô cái này, để vô. Này. Canh lại, canh bao nhiêu. Nó muốn mờ phải không? Cái này mờ nè.
Còn chỗ này là đậm nè, là rõ nè. Đó. Xong rồi vô cái này canh lại. Đó. Canh lại. Rồi enter, xong lớn. Ok chưa? Cái đoạn đen ở đấy, layer 2 là làm ở đâu Việt? Này á. À, đúng rồi. Nè, 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 nè. Cái này là một chơi nè, cái này nè. Đoán vào thay đổi màu à? Không, khi mà ông vô chỗ mà cái này nè, ông vô cái này tự động nó đổ lại màu cho ông mà. Nè, ông vô đây là ông có hai màu, trắng hoặc đen thôi. Ok, ok. Ông nhớ vô cái này nha, nhớ vô cái này mới có cái này lận. Nó không, ông nhớ hoài không có đâu. Nè, vô đây nè, có trắng hoặc đen. Đó, ông muốn trắng, ông chỉnh lại. Nè. Đó, muốn trắng chỉnh lại. Được chưa? Ơi giờ tôi xe lên chỗ nộp nha, chỉ nộp cái thuế. Ừ, nộp trên Rai đi. Từ giờ xe nè, chú Rai cho ta. Từ tao còn đang miệt mài chỉnh cái này quá nè. Tạo thư mục hình như cái đó vẫn là lab 1 á, nhưng mà bài 3 thì phải. Thế là, đúng rồi, nó vẫn là lab 1 nhưng mà bài 3, bài 4 thì phải. Từ từ đi, tí thầy vô xin cái tên để nộp. Nó công nộp sai rồi. Ủa làm cái bài ta? Làm một hơi một đúng không? Hai bài. Bài kia thì sao? Bài đó, bài kia cũng y chang, đổi màu thôi. Đổi màu kia. Có tao đi trên trời cây chứ. Còn có bài ta. Mấy đây. Có một cái nút xóa là cái nút nào vậy bay? Cái nút xóa những gì mình đã chọn á. Chọn con chân đê á. Control D hả? Gì vậy? Control Z, đây, quay lại từ đầu. Không, ý là tao to nhưng mà nó cứ bị không có chịu. Ở kia nó cứ bị lên ngoài. Control Z đi. Viết đang nhân đôi laser là nhấn chỗ nào ta? Tao tìm ở dưới này không thấy. Cây, không phải nhân đôi layer mà mày tạo thêm một cái layer giống cái hình lá cờ Nhật Bản á, dưới góc cái chỗ mà cái chùm layer á có cái hình cái thùng rác, có thấy không? Nó tên gì vậy? Nó không có tên, nó chỉ là một cái biểu tượng thôi, nhưng mà mày bấm vô cái biểu tượng thì nó sẽ hiện layer mask. Ơi, bài 3 là để số danh phải không? Lại bài 3 hay sao? Tao cũng không biết nữa, tao chưa làm mày ơi. Tao đang chỉnh cái con này hoài mà tao mệt quá nè. Nó không có ưng theo ý của tao. Cấm nó không cho bấm vậy. Này. Bấm không được. Để luôn nha, tao coi. Rồi, tôi... Đâu bây giờ qua kia, qua chỗ cái góc. Xong rồi lấy kia cho tôi vô. Nè, tạo cái gì phía dưới á, có hình cái hình. Đâu, cái này à? Để tôi chỉ cho. Đó, đây. Sao màn hình đi? Nè, thấy không? Nè. Rồi làm sao để nó ra màu đen ta? Cái opacity. Bấm nó đảo lên anh. Bấm cái gì á? Màu đen phải không? Anh phải chọn cái đây nè. Anh chọn cũng lại. Cũng nghiệp luôn Việt ơi. Nó. À, đây này. Mày muốn không rõ thì vậy. Tầm này thôi. Nè. Bây giờ. Được chưa? À được rồi, nãy giờ quên tích vô layer quá là điên thiệt rồi chứ. Hay quá. Rồi bây giờ, bây giờ là cái chỗ này nè, là cái này là level 13 hay sao ta? Có dành không? Có dành gì không?
Alo, alo. Không cần bỏ trong bài 3 đâu, cứ kéo thả vô là được. Để số báo danh này sao? Ủa sao nó không ra màu đen ta? Anh đảo lại anh. Đảo sao á? Nè, anh vô đây nè, anh chọn màu cũng được. Đâu? Okay. Anh nhắn vô cái đầu tiên á. Anh ok, anh vô đây nè, anh ok, anh vô kéo, anh chọn màu đen á, ok được. Việt ơi. Hả? Sao còn anh nó không coi đó rồi? Nè nè, anh phải nhắn vô cái hình này nha, cái hình layout. Xem hình đi nha ơi, xem màn hình đi. Anh Nhi xem màn hình đi. Ê, một cái nét ra, một cái không nét ra mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Ủa Việt ơi, bây giờ tao tạo cái layout mới ở trong cái bài ấy luôn rồi tao làm lại được không? Ý là làm là mau mà. Hay là ý là không. Hay là lưu lại rồi xong rồi thoát ra lại rồi vô làm lại cái khác. Nó còn đó, mày còn tôi giết thầy hết đi, xong mày làm thế nào cũng được mà. Việt mày làm lại để tao xem thử Việt. Tao thấy dễ lắm mà ta, thấy dễ luôn á. Cái này dễ hơn cái hôm bữa nhiều luôn. Nhiều luôn á. Anh Giang, anh có ấy không? Anh xem màn hình cho tụi em coi nè. Nè. Đâu nha. Chưa thấy cái link đâu nữa nè. Từ đầu nha. Này giờ chọn màu nha, chọn màu đây. Ê lưu lưu file gì vậy? Tao lưu nè. Lưu cái gì vậy bay? Gì bay? Một hồi cái nó đây nha. Thầy hỏi thầy ơi, thầy ơi. Nè, hai cái nè. Ok chưa? Được. Cắt. Nè. Nè sao ta? Ok chưa? Ok chưa? Hiểu chưa? Được đấy. Việt ơi mày luôn mấy file vậy? Thấy mình chưa? Hai file. Thấy mình chưa? Tờ chuyển màu đen sao ta? Đây em chưa thấy nghe rồi, cái anh này của anh không? Rồi. Anh vô đây nha, cúc dưới nè, anh nhấn vô cái này, anh ok, là được. Nó có ở tròn á. Này nè, thấy không, màu trắng hoặc màu đen thôi. Màu đen, đây màu trắng. Ủa sao mấy anh Giang lạ dữ hả? Cái cục màu đâu? Nè, đó, thấy cục coi chưa? Anh lại. Mày coi cái, mày coi cái anh Giang xe chưa? Anh Giang. Ủa? Không còn cái đâu, anh Giang vô phút xuống có cái ba chấm á. Có cái màu không? À. Anh Giang chưa bật cái kia mà. Ừ. Anh Giang ơi, đó. Anh Giang từ từ. Qua cái góc cái thanh công cụ ở bên tay trái anh vuốt xuống nữa, còn ở dưới nữa. Rồi ba chấm á, cho ba chấm á, cho ba chấm á. Nó vô, nó vô, nó vô. Nhấn vô. Cái dấu ba chấm á anh rút đi đâu hả? Sao kỳ vậy ta? Nhấn phải đây đây đó kìa đó kìa anh đó anh thấy không anh chị thấy cái ồ cái bên là đảo màu á con đang học bố ơi nộp anh nộp cái bài thầy cả thầy vô cả thầy vô cả thầy ơi bây giờ em lơ em để tải lên draw thầy là em định để lơ bài ba sao thầy ok em thầy ơi nộp bao nhiêu file ạ bao nhiêu file cũng được tùy tùy lòng hảo tâm vậy vậy nộp hai file ha thầy thầy ơi bây đúng giờ rồi. Là em tải lên là nộp hai file gì thầy là về... có ngoài luôn thầy để dưới gì thầy thầy ơi này thầy JPG với lại BSD đúng rồi lôi hai pha đó lên đi Hồ Quốc Việt lôi hai pha đó lên đáp một đúng thầy đó đúng rồi đó rồi xong rồi đó ổn rồi đó ok đó tàu anh về rồi mang bao chiến công cho đời trên bến sông đầy dơi
Sao mỗi lần hello em... Long, hello Long, nghe rồi Long ơi. Mỗi lần em cần con ô là nó cứ nhỏ vậy thầy. Chào em. Còn trên ô còn sao? Em mở cần con làm gì? Ra thầy nó cứ nhỏ lắm thầy. Nói gì vậy ta? Xem màn hình đi. Em muốn nói gì vậy Long? Long ơi, em muốn nói cái gì Long ơi? Từ từ thầy ơi. Em chia sẻ màn hình chưa ta? Rồi, chia sẻ rồi, thấy rồi. À, em mở cái hình ra này, nó nhỏ nè. Tại cái hình của em nó nhỏ, thằng này nó hỏi ngộ à. Không, nó lên, chỏ chuột. Không, cái hình này nó nhỏ. Hình này nó nhỏ em ơi. Em phải share cái hình lớn về. Khi dạ. Mình Google search, mình nhớ là mình chọn cái chức năng là tìm hình lớn. Dạ. Thì nó có hình lớn và em phải share trong cái hình lớn đó. Đừng có share cái hình thumbnail. Share hình thumbnail nhỏ xíu rồi em ơi. Dạ. Nha. Rồi. Biết search hình lớn không quý vị ơi? Thầy chị luôn không, thầy. Nhìn thằng Long mà biết nó không biết sao tìm hình lớn rồi đó. Nha. Cuộc sống khó khăn quá mà mình phải tìm hình lớn cho mình nó đã con mắt các bạn. Hình miễn phí có tốn tiền gì đâu. Cho nên tìm hình to to lên để cho nó đã con mắt. Mai mốt mình làm thiết kế cũng vậy ha, làm hình ảnh cũng vậy, tìm hình lớn nó mới đẹp. Rồi, đây là kỹ năng sử dụng photo, sử dụng công cụ rất là cơ bản ha. Google. Đến vô hình ảnh ha. Rồi mình ví dụ mình tìm là xe hơi đi. Đó. Enter đi. Rồi bây giờ mình muốn tìm cái hình lớn á, thì mình vô cái menu công cụ này nè. Đó, mình vô kích thước nè, mình chọn lớn nè. Đó, thì những hình này là những hình lớn không đó. Bây giờ tôi muốn lấy màu đỏ nè, tôi lít vô. Rồi tôi xê bên đây nè, chứ đừng có xê bên đây nha. Bên hình nhỏ nhỏ đừng có xê nha. Xê hình bên đây nè. Đó, thì lúc này hình này chắc chắn là hình lớn. Các bạn rê chuột vô, các bạn thấy kích thước liền nè. Đó, 12675. Đó, ví dụ như vậy. Hình này 1280 nè. Toàn hình lớn không đó. Hình này 1280 nè. Hình này 2000 nè. Thấy không? Rê chuột vô thấy cái góc bên trái của cái tấm hình đó, tấm bên trái phía dưới tấm hình nó để cái thước đó. Thì đó là những cái thước hình lớn đó. Đó. 1600 nè. 2560 nè, nó hình này cà to đùng đùng nè. Đây, 2560 nè. Đó, đó là cách mình sợ hình to nha. Rồi, ok. Cách tìm hình. Rồi, cái bài vừa rồi thì các bạn có thể đặt tên gì cũng được ha. Thầy, đặt lên thầy. Đặt tên ca cũng được, đặt tên bài 3 cũng được, chả sao. Nha. Rồi, mình còn cái bài 4 nữa là cái bài mình sử dụng hình xếp ha. Hình xếp. Thì nếu mà các bạn, bạn nào đã vô tình học các bạn online rồi, thì các bạn online khá là phức tạp. Sử dụng hình xếp để mình làm cái phần mà trượt tuyết á nha. Để tôi tìm cái hình đó thử nè. Mà cái bài đó dài lắm, thôi cái bài đó khỏi làm. Mình vẽ lá cờ thôi các bạn. Rồi bài nãy ok hết chưa? Đó, tức là bữa nãy tôi làm là cái bài này nó chỉ có một file gốc thôi. Bài 2 file gốc thôi. Hay bài 3 gì đó phải gốc thôi. Mình xuất ra hai cái kích thước file khác nhau, hai cách làm khác nhau. Cách thứ nhất là cái hình nó được rớt lại và chỉ sử dụng một cái brush, mà brush này brush mịn chứ không cần brush nét ha. Rồi. Cách kia thì mình giữ lại cái file gốc và mình sử dụng một chỗ là brush nét để nhìn cho nó ảo ảo xíu ha. Giống như chiếc xe này nó tự ở trong cái khung nó phóng ra ngoài á. Nhìn nó vui. Hello Thúy, em muốn nói gì Thúy ơi? Em cái file nào em cũng sử dụng cả hai rớt đó thầy, nhưng mà em chỉ đổi màu thôi, có sao không? Không sao hết em, đó là sự trải nghiệm tuyệt vời của em ha, không sao cả. Nhưng mà mình cố gắng là ngoài việc sử dụng công cụ thì mình phải có ý đồ về mỹ thuật một tí xíu, ý đồ về sự khác biệt giữa hai tấm hình tí xíu, thì người ta mới biết là ừ, mình cái thằng này, con nhỏ này nó có ý đồ nè. Chứ ví dụ như mình làm hai cái mà nó cùng một kiểu một mà nó chỉ rớp lại thôi thì ừ, cái này nó làm biến này, nó không làm gì trơn. Ví dụ vậy, tức là mình phải thể hiện được cái người xem, người ta đánh giá cái bài mình nó như thế nào nha, chứ không phải là mình học vẹt. Ok nha.
Rồi cố gắng là ví dụ như là phải có khoảng trống, phải có đàng hoàng ha. Còn kỹ thuật thì dễ ồn mà các bạn cố gắng bắt chước về bố cục, bắt chước về cái cách làm. Còn công cụ nó dễ ồn. Đó. Giống như cái bài này nó khá là dễ, đơn giản để mình hiểu về cái mask layer thôi các bạn. Màu trắng là thấy, màu đen là không thấy, hết, đơn giản vậy thôi. Nha, về cái chức năng của mask layer. Xong ha. Đóng bài này đây. Bài số 4. Tôi nêu một cái thước ha. Một cái thước mới. Rồi. Bây giờ nè. Cái bài số 4 á, đáng lẽ là làm bài bài demo trong cái bài lý thuyết online 1 á, nó khá là dài. Nó khá là dài. Và cái mục đích của nó là sử dụng RED nè, sử dụng SAP nè để làm ra được cái bài đó, và sử dụng chữ nè, mà chữ bữa hôm mình làm rồi nè. Ha. Rồi cái RED mình cũng đã làm rồi nhưng mà mình làm chưa có kỹ. Rồi bây giờ mình học SAP một tí xíu nha. Học SAP thì đây, đây nè các bạn. Nó có quá trời luôn, quá trời công cụ con luôn. Nè. Đó. Có chứ. Quá trời công cụ con luôn, hình vuông, hình bo góc, hình tròn, hình tam giác, hình lục giác, hình đường thẳng và custom ha. Trong custom thì nó có rất là nhiều cái icon. Đó, khi mình chọn custom ha thì các bạn lên phía trên này nè. Lên phía trên này nè. Đó. Nha. Nó có một số cái công cụ ha. Có một số cái công cụ có sẵn, ví dụ như những cái icon, những cái hình. Mình muốn sử dụng hình nào mình lấy mình để vô ha. Đấy, có những cái biểu tượng. Đó, có những cái bông hoa. Rồi, đa số những cái phiên bản 2020, 2019, 2021 thì nó có nhiều hơn ha. Phiên bản C6 thì có ít hơn. Phiên bản C6 là hình như là nó có những mấy cái hình xếp này thôi, 2019 xếp hay là xếp ở trong đây thôi nè. Đó. Aro nè. Rồi xếp nè. Đó. Ha. Đó. Cái này là 2C6 nó có mấy cái này. Mấy cái trên thì C6 nó không có ha. Rồi, nếu bạn sử dụng 2021, các bạn muốn mở cái bảng này lên để các bạn lấy hình ngôi sao, các bạn vẽ, lấy hình mặt trăng vẽ, lấy mấy cái hình khác vẽ nha. Đây là những hình xếp. Thì các bạn sẽ vô cái menu là xếp. Ha, vô menu xếp. Rồi, trong cái menu xếp đó thì chúng ta sẽ là click vô cái ba gạch này nè, bốn gạch này nè. Rồi, các bạn sẽ chọn cái này ha. L ra C shape and more. Tức là đây là những cái phiên bản shape cũ. Mình ở phiên bản 2021 nó chỉ có 1 2 3 4 thư mục này thôi ha. Mình muốn mở thư mục này lên thì mình phải vô Windows shape, click vô cái bốn cái dấu gạch này, các bạn chọn lại cái này thì bắt đầu nó có xuất hiện cái này ha. Thì trong đây thì nó mới có những cái công cụ mới nãy tôi vừa nói ha, là mình chọn cái ngôi sao để mình vẽ đó. Đó, rồi mình còn nhiều cái symbol khác, các bạn có thể quậy thoải mái ha. Đó, đây những cái icon, đó, những cái biểu tượng. Đấy, mình ngồi mình vọc mình kiếm. Đó, những cái talk ha, những cái biểu tượng chat chiếc gì đó, nói chuyện gì đó. Rồi những cái biểu tượng này nữa nè, nó khá nhiều các bạn, đủ thứ hết luôn. Nói chung là muốn sử dụng symbol trong cái Photoshop thì các bạn vô cái phần shape, rồi các bạn chọn custom, rồi các bạn vô đây các bạn show nó lên, các bạn chọn đó ha. Khá nhiều luôn các bạn, nhiều lắm, nhiều họa tiết hoa văn lắm, sử dụng thoải mái. Còn ví dụ như với các bạn mà C6 thì các bạn click vô các bạn thấy hết mấy cái này à ha, khỏi cần import vô. Chỉ những bạn 2020, 2021 thì mình import vô. Đó, quá trời luôn. Nè, bông tuyết nè. Ví dụ như trong bài online á, mình làm về bông tuyết á, là mình sử dụng cái này nè. Mình sử dụng cái này nè. Đó. Để tôi lấy cái bài online lên coi ha. Môn học ha. 2021 ha. Thôi, Photoshop ở đây đi. Photoshop ha.
System ha. System mình như có nè. Đợi tôi xíu ha. Muôn ha 1013. Rút bài sọt bài. Mỗi lần giải nén nó chạy tốt như này à. Rồi, để tôi coi thử nó có không. Tài nguyên tham khảo không có ha. Tham khảo không có ta. Cái bài này trong lesson. Lesson 1. Rồi ok, lesson 1. Rồi các bạn có thể tham khảo cái hình này. Hình này, cái bài này nó trong bài online số 1 này các bạn. Nha. Tham khảo ha. Tại vì tôi download cái này về. Tôi download cái hình thôi. Cái hình thôi. Rồi các bạn chú ý nè. Ở đây nó hơi phức tạp tí xíu, nên nó làm rất nhiều thứ. Đây là hình gốc ha. Và đây là cái file kết quả. Nghĩa là nó sử dụng cái shape hình chữ nhật đứng nè. Và nó tô chấm chấm nè. Là button ha. Rồi nó sử dụng một cái shape hình tuyết nè. Để nó cắt cái màn chấm chấm đó nè. Rồi nó sử dụng một số cái hình shape tuyết nè. Và nó chỉnh lại cái chót. Chót là cái viền của shape ha. Rồi xong. Chữ. Rồi mấy cái brush này là mấy cái brush mà màu trắng búng búng lên thêm so với cái hình thôi. Đây, cái hình mình thấy nó ít có búng nè. Nhưng mà kết quả nó có búng vô nè. Đó, vẽ búng lên nè. Đấy ha. Rồi, ok. Mình có thể làm cái bài giống giống vậy. Nha. Rồi, tôi đã download cái file này về rồi nè. Giờ tôi mở lên nè. Bây giờ, trước tiên là mình muốn vẽ lá cờ trước đi các bạn. Một bài lá cờ trước đi, hay làm cái demo đó quên. Bài lá cờ thì mình chỉ cần là gì? Một hình chữ nhật. Rồi. Mình chọn shape ha. Thì khi mình chọn shape á, thì mình vẽ ra. Ví dụ lá cờ của mình hình chữ nhật nè. Rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi là cái màu này màu đỏ. Thì các bạn liếc lên trên đây nè. Ở phía trên. Đó. Khi vẽ một hình shape. Khi muốn đổi màu cho shape. Thì các bạn phải chọn công cụ shape ha. Chọn công cụ shape. Tức là chọn cái layer shape. Chọn công cụ shape. Rồi lên đây. Ví dụ như cái chót này nè là cái viền nè. Mình không có. Thì mình click vô đây. Mình bỏ cái viền. Nha. Mình muốn đổi cái này thành màu đỏ, mình click vô đây, mình đổi nó thành màu đỏ. Ok ha. Đỏ tươi đi. Đỏ này đỏ đậm không đẹp, đỏ tươi. Đỏ tươi ha. Đỏ tươi. Ok. Rồi, chúng ta đã có nền màu đỏ thì khi mình vẽ shape á thì cái layer các bạn chú ý nè. Đó, nó có một cái biểu tượng. Nó có biểu tượng như thế này. Tức là biểu tượng layer, rồi có một cái khung nhỏ nhỏ nằm ngay góc bên phải phía dưới của cái khung layer ha. Thì đây là hình shape. Hình shape thì mình không có thể nào mà tô màu một cách tùy tiện ha. Mình đổi màu thì mình phải vô công cụ shape. Rồi, lên trên đây nó có fill, nó có chót. Hình shape là vậy ha. Hình shape thì mình phóng to thu nhỏ, nó không có bị bể. Ví dụ như vậy. Rồi mình còn Ctrl T, mình phóng to thu nhỏ chuyển bình thường ha. Đó. Di chuyển bình thường thôi. Rồi, làm cho lá cờ đúng tỷ lệ thì thử coi. Rồi ok, bây giờ muốn vẽ ngôi sao thì mình cũng vô shape luôn. Rồi mình vô custom ha. Trong custom mới nãy nói rồi ha. Mình phải thêm cái phần này vô. Legacy shape and more. Nếu mà đây là phiên bản 2020-2021 thì cái phần này mình phải import vô lại. Tại vì nó thuộc về phiên bản cũ. Nếu các bạn nào sử dụng CS6 thì nó có sẵn mấy cái này hết. Rồi, cái này do sử dụng 2021 cho nên mình import vô lại. Rồi mình tìm đến thư mục là shape để mới có hình ngôi sao. Sổ ra cho giữ và đóng lại nè. Talk nè. Time nè. Web nè. Rồi shape đâu rồi. Đây shape đã này. Đó, ở đây mới có ngôi sao nè. Như ngôi sao nè. Bắt đầu mình vẽ. Mình chọn ngôi sao xong mình vẽ ha. Đó, nhấn shift để tỷ lệ nó đều ha. Rồi, ngôi sao này muốn cho nó màu
vàng thì mình lít vô cái ô màu đỏ đây nè, mình chọn màu vàng. À, màu vàng đúng của nó là thông số nó như thế này các bạn, FFF00. Ok, mình học riết mình mới biết cái này. Rồi đưa lên đây đó. Ví dụ như hai cái này mình muốn canh nó giữa đó, thì mình chọn hai layer ha, nhấn shift chọn hai layer ha, lơ trên lơ dưới ha. Thì lúc này mình đang chọn công cụ move, thì ở trên đây nó xuất hiện những cái icon này nè các bạn. Đây là những icon căn chỉnh ha, canh giữa nè, theo chiều ngang nè, canh giữa theo chiều cao nè. Đó, ok. Thì biểu tượng này mình của mình đã canh giữa, ví dụ như vậy ha. Còn mình muốn vẽ ngôi sao theo cái custom của mình như thế nào thì mình cứ là click chọn vô lại, rồi bắt đầu mình chỉnh nè. Ví dụ như là mình muốn chỉnh những cái điểm này của hình xếp, thì mình phải chọn công cụ mũi tên ở dưới này nè. Đó, công cụ màu đen hay công cụ màu trắng. Ví dụ như tôi muốn chỉnh cái này nó, chỉnh này nó xích vô ha, thì tôi chọn công cụ màu trắng. Để tôi chọn từng điểm, tôi chỉnh cho nó xích xuống xíu, cho nó ngang bằng xíu, ví dụ vậy, cho chỉnh nhọn nhọn xíu. Đấy, xích vô, xích vô, xích vô, xích lên. Tức là mình edit một cái hình sáp, thì mình chọn mũi tên màu trắng, mũi tên màu đen ha. Rồi, ok, là nó ra được ngôi sao. Rồi, bây giờ mình share lại cái file bài này một bài đi. Rồi bây giờ tôi thấy lấy cái bài mẫu mới nãy vừa share cho các bạn, bây giờ tôi làm thử cái này với hình sáp thì như thế nào ha. Thì tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật phía bên tay phải. Các bạn coi là hình mẫu ha, để hình dung ha. Đây, khoảng hơn 1/3 tí xíu là cái mảng này nó có ba tinh màu chấm 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 chấm. Rồi tôi sẽ vẽ hơn 1/3 nó qua cái mặt trời tí xíu ha. Rồi tôi vẽ nó xuống đây. Rồi, bây giờ nó là một cái background chấm chấm và opacity ha. Thì bây giờ cái hình sáp này nè, nó không có viền thì tôi tắt cái viền ha. Rồi trong cái view này nè, nếu mà hình sáp mà nó có cái chất liệu ở trong thì mình chọn cái button. Đây, button là cái này. Đây, một cái view thì nó có thể là đơn sắc, nó có thể là radiant, nó có thể là button. Button là này. Đó, thì button này thì nó có những cái button cũ, button mới, tựa lưa hết. Nếu mà 2020, 2021, đó. Còn 20C6 thì nó sẽ có button giống vậy luôn, button chấm chấm đen đen này luôn. Thì khi này nè, mình có thể là sử dụng button nào cũng được. Bây giờ ví dụ tôi sử dụng button này đi. Rồi, ok. Button là cái ảnh nền các bạn. Đó. Thì bây giờ mình có thể là chỉnh màu, mình có thể là opacity cho giống cái bài mẫu một tí xíu ha. Thì cái này là opacity thì nó nằm ở đây. Rồi, ví dụ như vậy, cho nó thấy mặt trời tí xíu. Rồi, ok. Button này không nhất thiết phải làm giống bài mẫu nha. Rồi bây giờ mình học cái gì các bạn? Mình học cái mà cái bông tuyết có cái cán dài dài, cái cọng dài dài này nè, nó cắt cái nền này ha. Để cái hình sáp này cắt hình sáp kia. Thì khi mình vẽ hình sáp á, thì mình phải nhấn kết hợp phím Alt để cho cái thằng sau nó cắt cái thằng trước nha. Thì bây giờ tôi chọn một cái công cụ, một cái biểu tượng là hình tuyết, thì tôi lít vô đây, vô cái custom ha. Nếu mà C6 mình nhấn vô custom là mình thấy hình tuyết liền. Còn cái này mình phải vô hơi khó tí xíu. Đó, ví dụ như vô cái sáp này coi có tuyết không. Đây, kéo cái này dài ra một xíu. Rồi, cái sáp này không có hình tuyết ha, thì mình kiếm trong mấy cái kia. Ví dụ như nó là nature ha. Rồi, cái hình sáp của mình là hình này nè, hình tuyết dài dài này nè. Đó, các bạn C6 là các bạn thấy liền mấy cái này ha. Rồi, mình click vô đây, bắt đầu mình vẽ ra nè. Ví dụ mình vẽ bình thường là nó như vậy. Đó, ha. Nó hợp chung với cái thằng button mới nãy. Bây giờ mình sẽ lấy cái thằng sau cắt thằng trước. Thì các bạn vừa vẽ, các bạn phải vừa nhấn Alt. Khi các bạn nhấn Alt, các bạn thấy cái con chuột của mình không? Nó có dấu trừ ha. Ngay dấu cộng có dấu trừ. Bắt đầu mình vẽ từ đây, mình vẽ ra. Nhấn Shift để cho nó đúng tỷ lệ. Rồi các bạn vẽ lại đi. Thì các bạn thấy nó cắt ha.
Rồi bây giờ mình di chuyển hình tuyết cho đúng vị trí bằng cái gì? Cái phím mũi tên đen và trắng. Rồi ok, tôi lấy mũi tên đen để tôi ghi, tôi di chuyển nguyên một cái đối tượng. Đó. Hình dung không? Ha. Được rồi ha. Giống rồi đó. Đó. Hình dung không? Rồi mình muốn cái cộng này, cái cộng tuyến này lớn hơn tí xíu thì đương nhiên là cộng trên T đi. Rồi mình kéo cho nó to ra. Hả? Kéo cho nó to ra. Rồi. Lấy phím mũi tên màu đen này di chuyển cái cộng tuyến này xích ra đây một xíu. Ok ha. Rồi. Bây giờ cái phần này nè, nó mờ mờ, phần này nó rõ. Ha, thì đương nhiên là làm gì? Mới vừa học cái thi. Mát ha. Rồi. Mát thì mới nãy mình sử dụng rớt, mà bây giờ mình thấy cái này nó hình như cũng sử dụng rớt luôn nè. Ở dưới này nó mờ nhiều nè, ở trên đây nó mờ ít nè, các bạn thấy không? Thì mình chỗ nào mờ nhiều thì mình tô màu đen nhiều, chỗ nào mà ít tô màu đen ít thôi. Thì lúc này mình sử dụng cái gì? Brush ha, brush tool cũng màu đen luôn các bạn. Rồi bắt đầu mình tô vô cái mask màu trắng này nè. Đó. À, tô vậy thì nó mất hết luôn nè. Cho nên á, cái brush này nè, mình phải giảm opacity. Mới nãy mình chưa giảm opacity, bây giờ mình giảm. Đây, chọn công cụ brush ha, chắc chắn là màu đen ha. Thì lên trên này nè, mình phải giảm opacity xuống. Ví dụ như 50, enter. Thì mình sẽ quét nó sẽ không có mất liền luôn, mà nó mất từ từ. Tức là mình phải chọn ngay cái mask màu trắng, rồi mình quét nè. Đó, thấy không? Thì nó mất từ từ không? Đó. Hình dung không? Đó. Chứ bữa nãy mình không giảm opacity nè, mình quét cái nó mất luôn á. Ha. Đó, mất từ từ nè. Cái nào mất nhiều thì mình quét vài lần chồng vô. Rồi, ok đó. Nha. Là xong cái phần này. Bây giờ vẽ mấy cái bông tuyết này mà với cái viền chấm chấm không thôi. Thì mình sẽ làm như thế này. Mình cũng chọn vô cái custom. Custom. Ha. Rồi. Mình cũng click vô đây. Mình tìm bông tuyết giống giống vậy. Bông tuyết này. Đó. Ha. Rồi bắt đầu mình vẽ. Vẽ khơi khơi ra. Nhấn shift để bông tuyết nảy đều. Rồi. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ... À, cái fill mình không có thì mình vô đây mình tắt fill. Đó. Tắt fill. Rồi cái chót mình là màu trắng. Rồi cái chót mình kiểu chấm chấm. Đó, ok ha. Thì nó ra được cái kiểu này. Thì giống như cái bài này. Rồi từ đó mình nhân bản ra, mình lớn nhỏ khác nhau thôi là xong. Ok. Đấy, thì bây giờ mình có một cái bông tuyết rồi nè. Nhân bản ra, hoặc là cái này opacity nhẹ xuống cái. Hả? À. Ok ha, rồi nhân bản ra, Ctrl G kéo nó ra. Rồi, lớn nhỏ thoải mái ha. Chọn layer, chọn bên đây không được thì chọn layer. Rồi bên đây nhân bản lên, Ctrl G. Click kéo nó ra. À, đặt thoải mái vị trí ha. Lớn nhỏ thoải mái. Rồi. Opacity thoải mái. Thằng nào lớn thì cho nó opacity, cho nó bớt thô. Đó. Nhỏ thì opacity ít thôi. Ví dụ như vậy. Nhỏ opacity ít thôi. Rồi nhân bản nhỏ này ra. Ctrl G. Lôi nó quanh đây. Ví dụ như vậy. Rồi ha. Đặt thoải mái ha. Chữ thì các bạn biết rõ rõ rồi ha. Cái này là một cái test. Cái này là một cái test. Các bạn gõ, các bạn đặt giống vậy luôn. Ok. Rồi các bạn coi cái sự khác biệt đó nè. Hình góc ha. Hình đã làm ha. Thế là nó vẽ thêm cái màu trắng rớt ở đây nữa nè. Đó. Thì bây giờ mình chọn cái rớt. Rồi mình new một layer ha. New một layer. Mình chọn cái rớt các bạn ha. Rồi cái rớt này á, mình cho cái size nó nhỏ lại. Rồi. Bây giờ nếu mình quét như thế này nè, nó xấu. Rồi chọn màu trắng đen lại các bạn. Bấm phím D để nó trắng đen. Bấm phím X để màu trắng nó lên trên. Nếu mình quét vậy thì nó không giống tuyết ha. Cái tuyết của mình nó phải hộp. Thì bây giờ mình phải edit cái hộp đó như thế nào. Các bạn click vô đây. Đó. Click vô đây ha. Rồi các bạn sẽ tạo cái hộp nó vô đây. Đây. Đây nó có một số cái option.
mình mò đó, hột hột ha, nôi ha, rồi các bạn chỉnh cái này lên ha, đó để cho nó giãn ra ha, đó bỏ nôi đi, nôi xấu đấy, hột hột đó, hột hột giãn ra đó, đó thưa thưa lại đó, dày dày lên đó, hình dung không? Rồi ok, rồi bắt đầu mình quét thử nè các bạn. Rồi đương nhiên phải có layer mới quét được nha, không có quét khơi khơi nha, có layer mới quét đó. Và cái size này nó to quá, mình cho cái size nhỏ lại đó, ví dụ vậy ha. Ăn thua mình chỉnh cái scatter thôi đó. Rồi cái này mình opacity xuống là xong, ok không, hình dung không? Rồi xong bài số 4, sử dụng sáp, sử dụng brush ha, edit cái brush tí xíu với scatter. Scatter tức là phân bổ cái điểm brush nó như thế nào, nó thành chấm 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 để giống như tuyết nó văng lên. Rồi ví dụ như ngay cái chỗ này nè, ngay cái layer tuyết nè, mình có thể sử dụng mask layer nữa, rồi mình sử dụng brush nữa. Mà brush lúc này nè, mình nhớ là mình chỉnh, mình bỏ cái scatter ra để nó mượt một lần một ha. Để mà làm gì? Để mình xóa bớt mấy cái này nè. Đó. Để cho nó có tính tự nhiên. Chứ nhìn nó đều đều quá, nhìn nó sẽ không đẹp. Hình dung không? Đó. Tức là mình phải hình dung được là khi nào mình sử dụng scatter, khi nào không. Đó. Scatter tức là phân mảnh cái đó ra từng hạt, từng điểm hạt, từng điểm hạt. Rồi, ok. Bài số 4. Làm một cái lá cờ, làm cái một hình trượt tuyết nha. Mình học được cái cách sử dụng sáp, cái cách là lấy cái sáp này cắt cái sáp kia, rồi mình ôm lại cái phần layer mask để mình quét mấy cái phần nào mà ẩn ít ẩn nhiều ha. Rồi mình sử dụng được cái chót của sáp, rồi mình nhân bản lên, mình kéo nhỏ phóng to, rồi mình opacity. Tức là tới cái bài này là mình sử dụng rất là nhiều kỹ thuật rồi đó các bạn nha. Rồi ok, mình sẽ làm thêm một bài nữa, mình bổ sung vô lớp 1 nữa là xong rồi đó. Được chưa? Đã được ạ. Ok, cảm ơn các bạn. À, tụi em làm cái hình nào cũng được đúng không thầy? Không phải giống hình này không? Ok em. Người ta có hình mẫu thì lấy làm, còn không có hình mẫu thì thôi tự tìm. Mà làm sao cho nó hợp lý như thế? Hình tuyết nào cũng được. Nhưng em lấy hình nào để em học em cách làm tuyết nha. Còn lá cờ cứ vẽ thoải mái nha. Tức là mình làm thêm một cái bài lá cờ với một bài trượt tuyết nữa. Đấy, tuần đầu tiên mà mình quá nhiều skill á. Được chưa? Là lưu okay, hỏi kèn đầu tiên đúng không thầy? Ok. Mới hỏi gì vậy ta? Ai mới hỏi gì vậy? Lưu thầy rồi cái bài này.